Vấn đáp Phật pháp là nghệ thuật để khép lại các hoài nghi, mở ra sự hiểu biết, tăng cường trí tuệ. Nhờ đó đó chúng ta sẽ tu tập đúng cách và có nhiều tiến bộ trong những nỗ lực tâm linh. Bây giờ mời các câu hỏi đầu tiên thì anh cứ đặt đấy. Kính thưa thầy và kính thưa tất cả các Phật tử, con là Phạm Hồng Sơn, con đến từ Hà Nội. Con xin đặt thầy câu hỏi ạ. Tức là đã từ rất nhiều năm nay thì phần lớn đa số nhân dân Việt Nam là coi đạo Phật là quốc giáo. Thì với tư cách là thầy ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thầy là một trong lãnh đạo đấy, thì thầy đã có cái kế hoạch và cái chiến lược gì để phát triển Phật giáo Việt Nam, trong đó là có đưa cái đạo Phật vào giảng dạy tại trong các cấp giáo dục ở Việt Nam ạ? Trong lịch sử gần 21 thế kỷ Phật giáo có mặt tại Việt Nam đó, thì Việt Nam chưa bao giờ chính thức thừa nhận Phật giáo là quốc giáo. Thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ 14, trong hai triều đại Lý và Trần, Phật giáo phát triển cực thịnh, đất nước Việt Nam cực mạnh, độc lập chủ quyền dân tộc, độc lập chủ quyền văn hóa khỏi Trung Hoa bành trướng đó, đã được thể hiện rất rõ trong thời đại Lý và Trần. Ngay cả trong giai đoạn đó, vì tế nhị, Phật giáo cũng không được thừa nhận là quốc giáo, mặc dầu khoảng gần 90% dân số người Việt Nam lúc đó đó là Phật tử. Bởi vì Trung Quốc áp đặt chính sách xâm thực văn hóa suốt 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Và để xâm thực văn hóa đó thì người Trung Quốc đã khéo léo cài đặt học thuyết Tam giáo đồng nguyên để buộc người Việt Nam chúng ta đó thừa nhận công khai rằng Khổng giáo còn gọi là Nho giáo và Lão giáo vốn khác về bản chất, học thuyết, hành trì so với đạo Phật, trở thành là cùng nguồn gốc với Phật giáo. Thì để tránh những cái va chạm đối với nước lớn mà cái tính cách bá quyền bành trướng của họ đó, cho nên Việt Nam đã khéo léo không công bố Phật giáo là quốc giáo trong thời đại phát triển mạnh nhất, đó là thoát khỏi ách nô lệ của Trung Hoa. Trong 7 thập niên xã hội chủ nghĩa thì Phật giáo bị suy vong lớn. Sau cái sự suy vong của thời kỳ Pháp thuộc, thời kỳ Pháp thuộc thì Công giáo được đề cao, Phật giáo bị chà đạp. Sau đó đến thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa I, dưới sự lãnh đạo độc tài gia đình trị của cựu tổng thống Ngô Đình Diệm, suốt 9 năm từ năm 1954 cho đến năm 1963, suýt nữa miền Nam Việt Nam với sự phát triển của Phật giáo cực thịnh rơi vào sự suy vong, và Phật giáo Việt Nam ở miền Nam Việt Nam suýt nữa là bị diệt vong bởi chính sách cai trị đó. Bồ Tát Thích Quảng Đức vì lòng từ bi lớn đã phát tâm tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt, nay là Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, tạo thành sự phản đối quốc tế bắt đầu từ Mỹ đối với chính thể Ngô Đình Diệm, dẫn đến việc chính thể này bị sụp đổ hoàn toàn. Do đó mà Phật giáo tiếp tục được tồn tại ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1945, Bắc Trung Bộ từ năm 1954 và miền Nam Việt Nam từ năm 1975, thì Phật giáo bị suy vong lớn.
Khoảng năm 1981 thì nỗ lực thống nhất Phật giáo toàn quốc được thành công vào ngày 7 tháng 11, góp phần phục hưng Phật giáo ở tại Việt Nam. Và cái nguồn nhân sự chính góp phần phục hưng vẫn là ở miền Nam và miền Trung, hỗ trợ cho miền Bắc, vì lúc đó Phật giáo miền Bắc gần như là một người bị tai biến mạch máu não, không còn hoạt động gì nữa hết. Hàng ngàn ngôi chùa bị xóa sổ qua cái cuộc cách mạng văn hóa, trở thành hợp tác xã hay là nơi chăn nuôi. Thì suốt 37 năm qua đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nỗ lực không chỉ tiếp tục tồn tại trong nhà nước xã hội chủ nghĩa là một thách đố lớn, mà còn nghĩ đến việc làm thế nào để Phật giáo được phát triển. Thì từ năm 2008, từ Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc mà tôi là người có công trực tiếp vận động đưa về Việt Nam, và với vai trò là tổng thư ký của đại lễ này đó, thì tôi thấy rất rõ là tác động từ phương diện truyền thông thay đổi nhận thức của giới lãnh đạo chính trị Việt Nam ở cấp trung ương, tỉnh thành, quận huyện, phường xã rất là tích cực. Và lần thứ hai vào năm 2014, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tiếp tục diễn ra tại Việt Nam. Sau 10 năm từ tác động của hai cuộc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 và 2014, thì từ số lượng 39.000 tăng ni, nay chúng ta có được 55.000 tăng ni. Từ khoảng 13.000 ngôi chùa, nay chúng ta có được 18.663 ngôi chùa. Và bên cạnh đó thì còn có khoảng gần 5.000 ngôi tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường đang chờ thủ tục để được xét duyệt gia nhập vào giáo hội. Các thủ tục khó khăn là về phía luật của nhà nước thôi. Điều đó cho thấy là chúng ta vẫn đang còn gặp rất nhiều các khó khăn trong việc chia sẻ chân lý Phật đến với 93 triệu dân Việt Nam trên toàn quốc. Đó không phải là một bài toán đơn giản. Do đó, luật giáo dục, luật tôn giáo và tín ngưỡng của Việt Nam không cho phép các hoạt động chia sẻ chân lý tôn giáo nói chung và chân lý Phật giáo nói riêng trong nhà trường. Mặc dù trong những giai đoạn ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, được xem là rất thuận lợi vì ông ấy là một Phật tử. Ông nội của ông Nguyễn Thiện Nhân là Hòa Thượng Thích Trường Lạc, tu cùng thời với Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng tại chùa Ấn Quang. Nhưng mà thiện cảm đó là một chuyện, còn ở Việt Nam chúng ta tất cả đã thuộc về quyết định của Bộ Chính trị. Nhưng mà khi mà Bộ Chính trị chưa bật đèn xanh cho phép đưa thiền Phật giáo, đạo đức Phật giáo, minh triết Phật giáo vào trong nhà trường, thì ngay cả Đức Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạo hiệu Thích Phổ Tuệ, hay là Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạo hiệu Thích Thiện Nhân, cũng không thể nào có tác động để việc đó được chấp nhận ở các trường. Từ 16 năm qua đó, tôi đã nỗ lực cá nhân thuyết giảng được một vài trường đại học theo dạng nói chuyện chuyên đề, hoặc là giảng tại một số trường trung học, tiểu học. Trại giam K10 Quỳ Đồng Trơm, tỉnh Bến Tre thì tôi thuyết giảng được 5 lần cho 2.100 phạm nhân. Trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, tôi thuyết giảng được 5 lần cho 5.500 phạm nhân. Các trung tâm cai nghiện ở một số tỉnh thành như là Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thanh Hóa, tôi có cơ hội thuyết giảng ở mỗi nơi đó trung bình là 500-600 là trại viên, cũng như là các trung tâm người già hay là trẻ mồ côi. Đó là thiện cảm cá nhân của những người chịu trách nhiệm cao nhất ở chỗ đó, thông qua quen biết với tôi, cho phép để tôi được chia sẻ chân lý Phật, hướng dẫn thực tập thiền
và ăn chay một ngày trong cái thời gian sinh hoạt ở tại những địa điểm này. Về phương diện luật và chính sách đó, là hoàn toàn là một tín hiệu đèn đỏ chứ không có đèn xanh, lại càng chưa được cái cơ hội đèn vàng. Là đó là cái khó khăn lớn. Tôi mong rằng đó, đến lúc đầu đó đó, thì lãnh đạo chính trị Việt Nam sẽ thấy rất rõ Phật giáo đã có lịch sử gần 21 thế kỷ đồng hành với dân tộc, đứng về phía dân tộc, hỗ trợ cho việc Việt Nam được độc lập chủ quyền trong lịch sử mà Việt Nam đã từng bị đô hộ bởi nước ngoài. Và việc nâng thiện cảm đối với Phật giáo thành chính sách và biến Phật giáo thành quốc giáo sẽ là một diễm phúc lớn cho đất nước và con người Việt Nam. Thì đến lúc đó đó, thì các cơ hội thuận lợi tốt nhất đó mới có thể được diễn ra. Còn bản thân tôi đó, thì những gì mình có thể làm được thì không có nệ hà khó nhọc, nhưng mà đó chỉ là nỗ lực cá nhân. Một con én không thể tạo ra mùa xuân, một cây không thể tạo thành rừng, một giọt nước không thể tạo ra đại dương. Cho nên á, tôi lúc nào cũng tha thiết kêu gọi các tăng ni trẻ, những người có cái nhận thức thoáng mở, dễ dàng chấp nhận những điều nó thuộc về cách thức hiệu quả để chia sẻ chân lý Phật vào trong cuộc đời. Chúng ta chỉ có kỳ vọng được như thế, và số lượng các vị tăng ni trẻ nào hưởng được như thế thì quá tốt, còn không hưởng được đó thì chúng ta cũng phải tiếp tục là một mình thôi. Thì với vai trò là phó ban giáo dục Phật giáo Trung ương cũng như phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi có cơ hội trực tiếp giảng dạy cho khoảng 5.000 tăng ni trẻ tại các chương trình cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, và đầu năm 2019 là tiến sĩ Phật học. Thì chỉ có thể giải quyết được một số vấn đề và kêu gọi được một số tình huống để cho sự là đồng hành chia sẻ chân lý Phật mới có hiệu quả. Chứ còn cái kỳ vọng đưa Phật pháp vào trong các trường học Việt Nam đó, theo tôi trong bối cảnh hiện nay với luật tôn giáo và tín ngưỡng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 2018, chỉ là một ước mơ rất là khó. Cho nên tôi rất là mong các quý Phật tử chịu khó đọc kinh điển Phật dạy, nhất là kinh điển Pali bản dịch của Hòa thượng Minh Châu, kinh điển Agama bản dịch của Hòa thượng Thích Thanh Từ, Thích Thiện Siêu, Thích Tệ Sủy, để hiểu rõ Đức Phật dạy về nghệ thuật làm vua, nghệ thuật cai trị đất nước, nghệ thuật hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề nó khỏi điểm đau, để năng động trong vấn đề tham gia vào các đảng phái chính trị. Ở quốc gia nào chỉ có độc đảng thì các Phật tử phải tham gia vào các vai trò của đảng đó ở vị trí cao nhất. Ở quốc gia nào cho phép đa đảng thì các quý Phật tử phải tham gia vào các đảng phái chính trị lớn để có tiếng nói với tư cách là Phật tử, và góp phần thể chế hóa và chính sách hóa sự phát triển đất nước. Về phương diện này đó, thì cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung, cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng hầu như không có sự quan tâm. Cho nên như Đài Loan 90 mấy% là Phật tử, nhưng mà tại lúc mà lập quốc tới bây giờ đó thì quốc đạo đó chưa có tổng thống nào là Phật tử cả, đều là người Công giáo. Đó là một thiểu số, nhưng mà lãnh đạo chính trị cho một đất nước đại đa số là Phật tử. Đó là điều mà tôi nghĩ là thiếu sót nằm ở phía Phật giáo. Lý do là vì chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào đạo Phật Pháp Môn, mà đạo Phật Môn thì hứa hẹn giác ngộ giải thoát cho người tại gia, đang khi thấy Đức Phật là không thể. Người tại gia đó thì muốn giác ngộ giải thoát thì phải trở thành người xuất gia, hoặc phải là người tại gia độc thân, vượt qua tham ái
trong đó nặng nhất là tính dục, rồi các cái ràng buộc gia đình để tu trọn thời gian, làm Phật sự trọn thời gian để có được cái kết quả độ sinh như sự trông đợi. Do vì đi theo đạo Phật pháp môn, mà cụ thể đó là các trường phái của Phật giáo Trung Quốc, cho nên suốt cả một kiếp tu đó, phần lớn tăng ni và Phật tử chỉ biết một hai bài kinh tín ngưỡng thôi, phục vụ cho pháp môn của mình. Còn những bài kinh dạy về chính trị, giáo dục, khoa học, môi trường, xã hội, kinh tế và nhiều bài kinh cao quý khác, trong tổng số khoảng gần 18.000 bài kinh hiện nay, thì phần lớn tăng ni và Phật tử không biết. Do vì không biết cho nên không có bận tâm đến, cứ nghĩ đó là cái chuyện đời, chuyện thế sự, chuyện lệ thuộc vào cái phan duyên trần cảnh. Và kết quả là dù dân số Phật giáo ở những quốc gia mà Phật giáo chiếm đại đa số, thì thành phần lãnh đạo chính trị đất nước cũng không phải là Phật tử. Thì đó, chúng ta bị đẩy đến một cái tình thế là gặp rất nhiều các khó khăn về chính sách. Chúng ta kỳ vọng thế này, ước muốn thế kia, nhưng mà mình không tham gia chính trị thì làm sao mà có tiếng nói quyết định được. Ngoài việc tham gia chính trị dựa vào học thuyết chuyển lương thánh vương, nghệ thuật làm vua, nghệ thuật phát triển đất nước, nghệ thuật làm cho đất nước được cường thịnh và không bị giặc ngoại xâm, nghệ thuật vượt qua các nội loạn, nghệ thuật hòa bình thế giới được Đức Phật giảng dạy trong các kinh, tôi tha thiết kêu gọi các Phật tử thại gia phải tham gia vào truyền thông, đóng vai trò chính các đài truyền hình, radio, nhật báo. Về phương diện này đó, thì ở hải ngoại người Công giáo chiếm hết 90%, còn Phật giáo chúng ta không quan tâm. Cho nên khi mà họ nắm toàn bộ truyền thông thì họ giấy bụi tung mù, và cộng đồng Phật giáo chiếm đại đa số ở hải ngoại, trong tổng số gần 5 triệu người phải bị lệ thuộc vào xu thế truyền thông, dẫn dắt truyền thông, lũng đoạn truyền thông của những người khác đạo. Thế bởi vì chúng ta không quan tâm đến những điều đó, mà đó là cái sức mạnh mềm hỗ trợ cho các phương diện phát triển của đất nước và toàn cầu. Ngoài ra đó, thì các Phật tử và tăng ni nên tham gia vào giáo dục, vì Đức Phật có chủ trương rất rõ, giáo dục là một phép màu. Thuật ngữ Phật học mà Đức Phật dùng đó là giáo hóa thần thông. Giáo hóa là từ ngày xưa, từ hiện đại đó là giáo dục. Thần thông á là phép màu. Thì Đức Phật nói rõ đó, khi chỗ nào có giáo dục thì chỗ đó có sự chuyển hóa. Chỗ nào có giáo dục trí tuệ thì người phàm trở thành thánh, người khổ đau trở thành hạnh phúc. Hôm qua 2 xe 3 và 4 đến trung tâm trẻ mồ côi Kiều Đàm Di, trực thuộc chùa Kiều Đàm Di ở tại Bồ Đề Đậu Tràng, do đi trưởng Khiết Minh làm chủ trì và giám đốc. Thì các cháu đó là khoảng 700 cháu, rất ngoan ngoãn, ngồi yên phân phát, rất là điềm tĩnh. Mà các cháu chỉ có 5-6 tuổi thôi. Đang khi hôm nay chúng ta đi các Phật tích, các cháu nhà nghèo tương tự, cùng đinh tương tự, thậm chí là chưa chắc là cùng đinh bằng các cháu ở trong trung tâm của Phật giáo mình. Nhưng mà các cháu không thể ngồi yên được, các cháu không thể lắng nghe được, các cháu cũng không tin các đoàn có thể phát quà tuần tự để mỗi người đều có được phần quà trên tay được. Cho nên phát đến người thứ 8, thứ 9 là tất cả nháo nhào giành giật nhau vì sợ không đến phiên mình. Cái khác nhau chính yếu là giáo dục phải. Khi mà đưa các cháu vào trung tâm giáo dục thì các cháu sẽ trở thành người có hiểu biết. Và trí tuệ theo Đức Phật là chiếc chìa khóa tốt nhất để khép lại các vấn nạn của con người nói chung, vấn nạn của lạc hậu, bế tắc, những nỗi khổ niềm đau nói riêng. Như vậy thì ba lĩnh vực rất quan trọng mà hiện nay cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng, cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung bỏ ngỏ, đó là chính trị chân chính, truyền thông và giáo dục. Ba mảng này chi phối toàn bộ các phương diện phát triển của thế giới. Nếu chúng ta tiếp tục bỏ ngỏ ba phương diện đó, thì ngay cả khi đất nước Việt Nam
nhờ là tăng ni năng động nhập thế đầu sinh, chúng ta có được cái số lượng Phật tử 80% trên 93 triệu dân đi nữa, thì chúng ta cũng bị chi phối bởi một thiểu số người ở vai trò chính trị, giáo dục và truyền thông thôi. Và điều đó cần phải được thay đổi từ nay trở đi. Và công việc của các quý Phật tử tại gia là phải lăn xả vào các lĩnh vực này. Còn tu sĩ thì làm chính trị không được. Tu sĩ có thể làm cố vấn chính trị, thể hiện quan điểm chính trị, thái độ chính trị, nhận thức về chính trị để có thể tư vấn chính trị đi con đường chân chính, nhưng không thể trực tiếp tham gia làm đảng viên, giờ là của đảng Cộng sản hay bất kỳ một đảng nào, đảng Dân chủ, đảng Tư bản, đảng Lao động, đảng gì đi nữa, thì tu sĩ về nguyên tắc là không được tham gia. Đó là chủ trương của Đức Phật. Tu sĩ phải làm đạo sư để dẫn dắt. Và các lãnh đạo đảng ở những nước đa đảng hay là lãnh đạo đảng ở những nước độc đảng mới có thể tôn trọng vai trò nhà sư khi nhà sư đứng vai trò độc lập, thì mới có thể đón nhận được những tư vấn chứ. Thì đó là ba phương diện. Nếu chúng ta tham gia tích cực thì chúng ta có thể thay đổi cái tình trạng mà Phật giáo với nền minh triết cao quý mà không được đưa giảng dạy vào trong nhà trường, thì cái việc đó đó sẽ có thể được thực hiện trong vòng 3 thập niên, 5 thập niên, tất cả lệ thuộc vào nỗ lực tập thể của tất cả các Phật tử tại gia cũng như là các tăng ni. Bây giờ tôi chuyển cái hướng qua phía bên kia để nó thuận nắng nha. Các quý Phật tử xem người lại nha. Rồi bây giờ mời câu hỏi thứ hai ạ. Nhường như thầy cái chỗ này, để cái ghế này. Rồi ai đặt câu hỏi thứ hai thì quan hỷ. Rồi người cầm microphone đó, người nào đang cầm microphone thì đặt câu hỏi thứ hai. Đặt câu hỏi đi. Chờ chút xíu. Mở cái nút microphone lên. Đây, bắt đầu đi. Con kính thưa thầy ạ, Phật tử chúng con thì từ xưa nay đi chùa là cũng rất là nhiều, trong tâm luôn có Phật, nhưng mà Đức Phật thì là người Ấn Độ, nhưng mà lại có chúng con lại là Phật tổ Như Lai, thì có phải tên Như Lai là từ Trung Quốc ra không ạ? Và sau nữa là Hải Phòng chúng con lại có những cái chùa, ở trong thì là chùa truyền thống, nhưng cách đến mấy chục mét thì lại có chùa của tư nhân, nên chúng con cũng lúng túng trong cái chuyện này ạ. À, con hết xin hết ạ. Đức Phật Thích Ca đó là Đức Phật lịch sử, người khai sáng ra đạo Phật. Trước Đức Phật Thích Ca, tức là thế kỷ thứ 6 trước lên lịch trở về trước đó, trên quả địa cầu này không có một Đức Phật nào khác. Sau khi Đức Phật Thích Ca qua đời đó, để người Ấn Độ tiếp tục chấp nhận đạo Phật, các tổ sư Ấn Độ đã phương tiện lập ra học thuyết Phật quá khứ. Đầu tiên á thì Phật Kanaka Muni, sau đó là 7 Phật quá khứ, rồi đến 28 vị Phật quá khứ, để cho thấy là chân lý của Đức Phật đó, dầu có Đức Phật ra đời không ra đời đó, Tứ Thánh Đế vẫn là giải pháp quan trọng nhất thôi. Khi mà giới thiệu đạo Phật có một truyền thống tâm linh 27 Phật quá khứ thì người Ấn Độ dễ chấp nhận hơn, vì Ấn Độ là đất nước của truyền thống lâu đời, khó chấp nhận cái mới. Phật giáo Đại thừa giới thiệu thêm các Phật tương lai bên cạnh các vị Phật quá khứ. Số lượng các vị Phật trong vũ trụ này theo Phật giáo Đại thừa là vô số.
để phân biệt Đức Phật Thích Ca lịch sử trên quả địa cầu của chúng ta và các Đức Phật khác ở các quả địa cầu khác, thì người Trung Quốc á, đặt ra khái niệm mới, đó là Phật Tổ, chỉ cho Phật Thích Ca. Tổ là gốc, Phật Tổ là Phật gốc, giống như chúng ta nói là ông cố tổ của mình, tức là người đầu tiên của dòng họ mình. Như Lai đó là một trong 10 đức hiệu mà tất cả các đức Phật, dầu là Phật quá khứ, Phật Thích Ca lịch sử hay là Phật tương lai, đều có giống nhau. 10 đức hiệu bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Phật nào cũng giống nhau về các đức hiệu đó. Như vậy khi gọi ghép Phật Tổ, Như Lai là dư thừa rồi. Phật Tổ là Phật Thích Ca hay còn là Phật lịch sử. Còn Như Lai đó là một cái từ có nghĩa tương đương là Phật, cho nên khi đã gọi là Như Lai thì không gọi là Phật nữa, khi gọi Phật thì không gọi là Như Lai nữa, khi gọi là Phật Tổ thì không thêm nói thêm Phật Thích Ca nữa. Tại vì nó dư. Thì giống như ở Việt Nam có thói quen đã gọi chữ tự là chùa rồi, còn để là chùa Giác Ngộ Tự. Tự là chùa, Giác Ngộ Tự là cách đặt tên chùa theo văn phạm chữ Hán, còn chùa Giác Ngộ là đọc tên chùa theo văn phạm tiếng Việt. Thì chúng ta bị lệ thuộc chữ Hán quá lâu. Chẳng hạn tên nước Việt Nam hiện nay là theo cấu trúc chữ Hán: nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Theo người Trung Hoa đó, cái từ cuối cùng thì phải dịch trước, từ chính giữa dịch kế, từ đầu tiên dịch sau cùng. Cái cấu trúc ngữ tính từ, ngữ danh từ của Trung Quốc khi dịch ra tiếng Việt đều giống như thế. Còn theo văn phạm tiếng Việt chúng ta phải nói là nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, thí dụ vậy. Chứ không thể là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là cái cấu trúc văn phạm của người Trung Hoa chứ không phải của người Việt Nam. Mà tại hiện đại này muốn tách rời khỏi cái xâm thực văn hóa, xâm thực chính trị, xâm thực kinh tế từ Trung Quốc á, thì cấu trúc văn phạm chúng ta ở tên nước và mọi phương diện phải là của người Việt. Nhân dịp này tôi nhắc nhở các quý Phật tử tại gia là đệ tử của Đức Phật, gia đình nào trên bàn thờ chưa thờ Phật Thích Ca là một sai lầm lớn. Một số giáo phái Tịnh Độ Tông cực đoan chủ trương là không thờ Phật Thích Ca, chỉ có thờ Phật A Di Đà thôi, để chết được vãng sanh Tây Phương, vì chờ sợ thờ nhiều Phật bị phân tâm, hoặc là sợ các Phật phân biệt với nhau. Sợ Phật Thích Ca thì khi chết thì Phật A Di Đà không rước. Nhiều người họ nghĩ ngây ngơ theo cái tâm lý ganh tị hơn thua, hẹp hòi ích kỷ của người trần, người đời. Còn các đức Phật đâu có thế đâu. Trong bên Di Đà, Phật Thích Ca rất là rộng lượng, giới thiệu đệ tử của mình cho Phật A Di Đà mà không sợ mất đệ tử, không ạ? Thì khi mà quý vị biết được Phật A Di Đà thông qua sự giới thiệu rộng lượng của Phật Thích Ca, có lý gì chúng ta quên luôn Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật? Còn theo tôi đó, chỉ cần thờ Phật Thích Ca là đã đủ rồi, không cần thờ bất cứ một Phật nào khác. Nếu quý vị thêm một Phật thứ hai, Phật thứ ba thì càng tốt, không có không sao. Nhưng mà thiếu Phật Thích Ca là thiếu tất cả. Nó giống như trong nhà của mình có cha ruột, mình không thờ, đi thờ ông cha nuôi một, cha nuôi hai, cha nuôi ba, cha nuôi 1000. Thì như vậy đó, có tròn chữ hiếu không? Không. Do đó ai thiếu tượng Phật Thích Ca trong nhà nên sớm bổ sung, tùy theo không gian của gian thờ. Nếu rộng quý vị có thể thờ nhiều Phật không sao hết á, vì mỗi một đức Phật á là một biểu tượng, tên của các ngài đó lại là một đức hiệu lớn. Nương vào đức hiệu đó chúng ta có được một cái phẩm chất lớn, một giá trị sống lớn. Ví dụ ai muốn có tâm rộng lượng không chấp nhất thì nên thờ Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng có nghĩa là kho tàng tâm, giống như quả địa cầu.
Ai muốn trở thành người phát minh lớn, năng động lớn, vô ngã lớn, vị pha lớn, phụng sự lớn thì nên thờ Phật Thích Ca. Ai muốn có hạnh lắng nghe lớn, thông cảm lớn để mang lại hạnh phúc cho tha nhân thì thờ Thiên Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn có niềm vui lớn, trí tuệ do làm chủ tâm và cảm xúc thì nên thờ Thiên Đức Phật Di Lặc. Ai muốn có được biểu tượng trí tuệ không giới hạn thì nên thờ Thiên Phật A Di Đà. Vô lượng quang, quang là ánh sáng là tượng trưng trí tuệ, vô lượng là không giới hạn. Khi đạt được trí tuệ đấy thì sự hiểu biết chúng ta không giới hạn. Đó là cái cách mà mình thờ Phật để phát huy và biến các phẩm chất Phật của các vị Phật đó trở thành của mình, và mình trở thành Phật trong tương lai. Thờ Phật như thế là thờ rất là sâu sắc. Về chùa đó thì hiện nay tại Việt Nam á, có hai loại chùa. 99% á, là chùa do các vị tăng sĩ sáng lập. Nếu là chùa đã có từ trước thì vị chủ trì viên tịch á, sẽ giao phó cho vị kế nhiệm làm trụ trì thay thế mình. Cứ như thế từ thế hệ này sang thế hệ khác, và giáo hội sẽ là cơ quan bổ nhiệm để hợp pháp hóa việc quản trị ngôi chùa đó cho một vị tu trì nào đó với chức danh là chủ trì. Hiện nay nó phát sinh ra một loại chùa do cư sĩ xây dựng, những vị đó có thiện cảm với đạo Phật, cho nên họ bỏ tiền túi ra, họ đóng góp toàn bộ các cái lợi ích kinh tế của họ cho việc tạo ra một ngôi chùa mới. Thì hiện nay đó ở miền Bắc đó thì có anh Nguyễn Xuân Trường, ngoài chùa Bái Đính thì anh ấy còn xây dựng tất cả là 15 ngôi chùa, trong đó có hai chùa ở Trường Sa lớn và Trường Sa nhỏ. Anh Phạm Nhật Phượng, tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam, cũng là một Phật tử, đã xây dựng cho đến bây giờ đó là khoảng gần 20 ngôi chùa. Chùa nào do anh Phạm Nhật Phượng xây đó tối thiểu cũng phải là 50 tỷ cho đến 250 tỷ Việt Nam. Và sau khi xây xong thì anh giao cho giáo hội Phật giáo quản lý. Tướng Trà sau khi về hưu khỏi Bộ Quốc phòng là người có công lớn nhất trong việc vận động xin hoặc là mua quỹ đất ở tại các tỉnh thành, sau đó vận động xây trọn gói các ngôi chùa rồi cúng dường lại cho lãnh đạo Phật giáo ở cả các tỉnh thành. Riêng Tướng Trà Không á, đã xây dựng được trên 20 ngôi chùa đẳng cấp gắn liền với Trúc Lâm, tức là dòng thiền của thiền sư Trần Nhân Tông thế kỷ 14, và gần đây đó là thiền sư Thanh Từ, mà ông rất là quý trọng đức hạnh của ngài. Cho nên đó chùa nào ông xây thì phải gắn cái hiệu đó là Trúc Lâm, rồi sau đó một cái địa danh nào đó. Còn nếu ai không quan hỷ gắn chữ Trúc Lâm vô thì ông phát tâm. Tại Đồng Nai đó thì có chùa Quốc Ân Khải Tường của anh Quỳnh Kim Mạnh. Trị giá xây dựng của ngôi chùa này khoảng 3.000 tỷ đồng Việt Nam, do gia đình anh thôi chứ không vận động ai. Và đó là ngôi chùa mà tôi cho rằng là đẹp nhất của châu Á, chứ không riêng Việt Nam đâu. Chánh điện của nó hiện nay đó, một cạnh là 108 mét, một cạnh là 54 mét, tức là lớn hơn gấp đôi đại nam của ông Dũng Lò Vôi ở tỉnh Bình Dương. Ngôi chùa mới ở huyện Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, nơi sẽ diễn ra Đại lễ Phật Đản Liên Quốc lần thứ thứ 3 vào ngày 12 đến 14 tháng 5 2019 đó, cũng thuộc anh Nguyễn Xuân Trường,
có diện tích chánh điện là 5.000 m², chiều cao của chánh điện là 45 m. Thì đó là một vài cái nhân xây dựng xong là cúng dường lại cho Phật giáo lãnh đạo, và một dạng thì tư nhân vẫn tiếp tục làm chủ sở hữu ngôi chùa đó. Thì giáo hội hiện nay đó thì vẫn có cái thoáng mở cho cái dạng chùa tư nhân này để góp phần tạo ra các ngôi chùa đẳng cấp. Đâu phải người ta muốn buông mà dễ đâu quý vị. Bỏ tiền túi mình ra để xây chùa đó là chuyện khó rồi. Rồi cúng dường cái quyền quản lý đó lại cho tăng ni lại càng khó nữa. Nhưng dù sao, việc xây ra thêm một ngôi chùa mới có sinh hoạt tín ngưỡng, sinh hoạt Phật pháp hay là các cái sự kiện lớn của Phật giáo trên khắp thế giới được tổ chức tại đó và do các vị cư sĩ đó bảo trợ, quả thật là một điều rất là khó làm, đáng được tán dương. Cho nên đó, là Phật tử, chúng ta đừng có phân biệt là chùa này là chùa của giáo hội do tăng ni lãnh đạo hay là chùa này của tư nhân. Nếu quý vị đến đó có những cái tiện ích sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt tu học, sinh hoạt lễ hội, sinh hoạt sự kiện, sinh hoạt giáo dục, quý vị cứ tham gia vì lệ lạc đó mình được hưởng. Còn bây giờ mình phân chia nhóm loại đó rồi mình nghĩ rằng là đây là cái chùa tư năng cho nên tôi không đến thì chúng ta bị thiệt thòi. Vấn đề còn lại là gì? Dầu là chùa có tăng ni làm chủ trì hay là chùa không có tăng ni làm chủ trì, chùa của giáo hội hay là chùa của tư nhân, thì là Phật tử thay vì than giảng rằng là ở chùa tôi không may mắn như các chùa khác, quý vị hãy thắp lên những ngọn đuốc và đèn cài bằng cách tham gia vào việc tổ chức Phật sự để chùa nơi mình sinh hoạt có được thuyết giảng Phật pháp vào những ngày chủ nhật, và tổ chức các khóa tu, tổ chức là tư vấn tâm lý để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thì đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của tăng ni theo quan điểm của Đức Phật. Mỗi một tăng ni phải đóng vai trò làm đạo sư, tức là người dẫn dắt đường tâm linh. Nhưng rất tiếc á, các tăng ni đã bỏ rơi vai trò tay phải này và chỉ tập trung vào những vai trò tay trái mà vốn ban đầu nó phải của Phật giáo, đó là cầu an, cầu siêu, rồi các tiền duyên, rồi coi bối, coi ngày giờ, động thổ, khánh thành, xây dựng, rồi coi mua mai bán đất, vâng vâng. Cái đó nó không phải là vai trò của tu sĩ. Thì trong suốt 16 năm qua đó, tôi chấp nhận việc bị hiểu lầm, tôi chấp nhận bị cô lập, tôi chấp nhận bị phê bình hội đồng, tấn công hội đồng với rất nhiều tăng ni ở trong nước và nước ngoài. Chỉ để nói lên một điều thôi, tất cả tăng ni phải có trách nhiệm lớn đối với Phật tử. Cũng giống như bác sĩ phải có trách nhiệm về sức khỏe và mạng sống cho con người, nhất là các bệnh nhân tin tưởng vào mình. Nếu bác sĩ tốt nghiệp ra trường mà không làm nghề điều trị bệnh thì bác sĩ đó trở nên vô ích. Ít nhất là vô ích đối với cái lĩnh vực mà mình đã bỏ ra 7 năm để học và đầu tư. Các tăng ni không làm công việc dịch kinh, viết sách Phật giáo, thuyết giảng Phật pháp, dạy Phật học ở trường Phật học, tổ chức khóa tu, làm Phật sự, thì tăng ni đó không trở nên hữu dụng đối với Phật tử tại gia. Thì đó là vấn đề mấu chốt. Cho nên đó, để vượt qua cái khó khăn mà tăng ni đó quá thụ động, không có nhập thế, thì các vị Phật tử tại gia phải thông cảm những cái khó khăn ở ngôi chùa mình có, thì cùng đến gặp thầy của mình, đưa các mô hình ra, mình phải tham gia vào công tác tổ chức. Chứ không phải tăng ni nào cũng có kiến thức đó. Về phía chùa Giác Ngộ sẵn sàng ủng hộ phần mềm, tức là nội dung tu, kinh nghiệm tổ chức khóa tu, kinh điển, tức là nội dung tu, ấn tống miễn phí, và thậm chí cử người đến hướng dẫn cho một vài khóa tu đầu, cách thức tổ chức, cách thức truyền thông, quay phim, nhiếp ảnh, đưa tin, cho đến lúc nào ngôi chùa đó đã có thể tự mình đứng vững thì lúc đó việc hỗ trợ có thể ngưng để tiếp tục qua hỗ trợ các ngôi chùa khác. Nếu 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc đều làm công việc này
ít nhất là vào ngày Chủ nhật, thì lễ lạc cho quần chúng tại gia là biết chừng nào. Tôi rất là đau lòng khi đi thuyết giảng gần 63 tỉnh thành của Việt Nam và thuyết giảng gần 20 nước có cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở hải ngoại, thì hầu như đó 97% các chùa của Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đó không thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử. Làm sao Phật tử hiểu được chân lý Phật, cuộc đời Phật, giáo pháp Phật, cách thức thực tập để vượt qua nỗi khổ niềm đau? Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nỗ lực thành lập ra 13 ban ngành trung ương, 12 ban ngành tỉnh thành, trong đó có ban hoằng pháp. Ở cấp tỉnh thành là có 25 giảng sư, ở cấp trung ương là có khoảng 400 giảng sư, bao gồm 35 giảng sư nít và số còn lại đó là thành viên của ban giảng sư. Trên thực tế chúng ta không có mấy người đi thuyết pháp. Trang web và Phật học chấm cơm mà thầy Gọi Dũng là người thiết lập đó, tập hợp khoảng 30.000 bài pháp thoại, có khoảng 100 tăng ni thôi. Nếu 55.000 tăng ni trên toàn quốc đều là những người thuyết pháp được, hướng dẫn chân lý Phật được, thì không lo gì Phật giáo không phát triển. Rất tiếc là các tăng ni không chịu đầu tư lãnh vực đó, cứ lo chuyên tu thôi. Và điều này đó đã vô tình đẩy Phật giáo vào chỗ suy vong. Phật tử mê tín dị đoan, cho nên trong nhà Phật tử được thờ thần tài, thổ địa, táo quân, cửu thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, quan thế đế quân. Chúng ta không thể tìm thấy tình trạng tương tự xảy ra với tín đồ của đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Hồi giáo, đạo Sikh, đạo Bà Hai. Hay đơn giản nhất, tôn giáo mới của Việt Nam thôi, mới tồn tại khoảng 80 năm, đó là đạo Cao Đài hay là đạo Hòa Hảo. Tín đồ của tôn giáo nào chỉ thờ thần linh của tôn giáo đó, chỉ có Phật tử thờ lung tung là bởi vì không hiểu. Lý do sao không hiểu là bởi vì có chịu đi chùa đâu, mà nếu có đi chùa đấy thì tăng đi có thuyết giảng đâu, có giải thích đâu, thì làm sao mà biết? Không biết thì phải làm sai, làm sai đó thì dẫn đến sự tổn thất. Tôi cân nhắc nếu mình không mạnh dạn nói những điều này thì Phật giáo sẽ đi về đâu? Khi nói ra những điều này đó thì có nhiều tăng ni sẽ không thông cảm, sẽ nói rằng là ông thầy Nhật Từ đấu tố chúng tôi trước một quần chúng rồi truyền thông trên mạng nói xấu tăng ni. Tôi không dám nói xấu tăng ni, tôi chỉ nói một thực trạng đau lòng. Nếu các tăng ni không nhận ra được vấn đề, cải thiện nó và trở về cái cách làm đạo mà Đức Phật Thích Ca đã làm, thì trước sau gì Phật giáo Việt Nam cũng rơi vào sự suy vong lớn. Cho nên đó, tôi quyết định thà quạt toẹt mọi vấn đề ra. Ai đồng tình, đồng cảm được với mình thì quá tốt, không đồng cảm được không sao. Ai thuận theo mình để phụng sự nhân sư thì quá tốt. Và Chùa Giác Ngộ sẽ hỗ trợ kinh sách, rồi kỹ năng, nhân sự. Còn ai chống đối thì tôi cũng hoan hỷ vì cái quyền của họ. Nhưng mà biết sao giờ, đó là cái khó khăn lớn mà Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung không phải là một tổ chức hành chính mạnh. Thống nhất của Phật giáo chỉ là thống nhất về danh nghĩa tượng trưng thôi. Còn thực tế về chủ trương chính sách đó, là gần như chúng ta bị tính biệt truyền, bị chi phối bởi các pháp môn, cho nên chúng ta không thể có cách thức hành đạo thống nhất được. Và đó là cái yếu kém của Phật giáo Việt Nam cũng như là của Phật giáo trên toàn thế giới. Do đó tôi rất kính mong các quý Phật tử tại gia, 140 vị có mặt trong chuyến hành hương Phật tích tản độ, khi chúng ta nắm bắt được Đức Phật lịch sử, chân lý của Đức Phật lịch sử, là những cái râu ria dây trùng gửi bám lên các cây bồ đề của đạo Phật thông qua chuyến đi này đó, thì mong quý vị khi trở về Việt Nam, mỗi người sẽ trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật đối với người thân,
bạn bè và bất kỳ ai mà chúng ta có dịp và tiếp xúc. Và cũng vì nghĩ đến cái vấn đề đó, cho nên dù bận rộn mỗi năm, tôi cố gắng dành hết một tháng cho hai đoàn. Mỗi một đoàn đó khoảng 100 đến trăm mấy chục người, để hiểu sâu về, Phật Pháp dưới góc độ lịch sử. Nhờ đó đó, có thể góp phần đó, phát triển Phật giáo theo chiều hướng tích cực và có lợi cho đại đa số. Kính mời câu hỏi thứ ba. Người cầm microphone lên trên đây nè. Rồi. Alo. Alo. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho thầy miếng nước. Kính bạch thầy, kính thưa các Phật tử đọc tu. Con xin có một cái câu hỏi tư vấn và một cái câu hỏi về Phật Pháp. Con xin bắt đầu câu hỏi tư vấn với thầy. Trước khi con đi hành hương chuyến này thì đứa con trai lớn của con là năm nay nó học lớp 12, nó 18 tuổi, thì nó có gặp con, nó có hỏi là con muốn chọn con đường là đi một là đi xuất gia đi học ở Ấn Độ sau khi học hết lớp 12, hoặc là con sẽ thi vào đại học thi y dược để trở thành một bác sĩ, thì con nên chọn cái con đường nào? Thì con cả lúc mà con nhận câu hỏi đó thì con cũng rất là bối rối, thì con có nói là thôi bây giờ con cứ học bác sĩ đi, rồi còn cái xuất gia đó thì khi nào mà con suy nghĩ thật sự chín chắn thì con hãy quyết định. Thì nói vậy thôi chứ thì con cũng muốn gặp thầy để sẵn đây là thầy cũng sẽ là một bậc minh sư để tư vấn trong những cái trường hợp mà các thanh thiếu niên, trong không phải là trường hợp của con với con, mà có những cái thanh thiếu niên nhiều khi họ cũng muốn xuất gia nhưng mà mình tập cha mẹ mình cảm thấy rất là bối rối. Dạ, thì hiểu là câu hỏi thứ hai là gì? Dạ, câu hỏi thứ hai thì là về Phật Pháp. Tức là con thì như thầy nói là cái thuyết duyên khởi, thì cái thuyết duyên khởi thì theo con suy nghĩ thì nếu mà giải thích và cái sự mà hình thành vũ trụ về vật chất thì con thấy là dễ hiểu, rất là rõ ràng, cái đó là không có gì là bàn cãi. Nhưng mà nếu mình áp dụng cái thuyết duyên khởi này vô để giải thích cái vấn đề là tâm thức ở đây, tức là khi mà mình mất đi thì cái tâm thức là sẽ đi tái sinh ngay lập tức. Thì con muốn hỏi là cái tâm thức đó thực sự, cái tâm thức cái mà đi tái sinh đó là cái gì? Nó là một dạng năng lượng hay là nói theo đạo Phật là cái nghiệp? Con cũng chưa hiểu cái nghiệp lắm là cái gì. Cái thứ hai nữa là cái chúng sinh, có phải tất cả chúng sinh đều có tâm thức? Mà chúng sinh là cái gì nữa? Là cái những cái gì động vật, động đậy, có sự sống gọi là chúng sinh hay sao? Dạ, xin hết. Xin cảm ơn thầy. Về tương lai và lý tưởng sống đó của các thanh thiếu niên đó, thì các Phật tử với vai trò là cha mẹ nên thương con em mình, dẫn chúng đi chùa và trở thành Phật tử từ nhỏ. Nếu cậu bé trong câu chuyện đưa ra đó chưa từng đi chùa thì cái mơ ước đó không có xài được đâu. Các hạt giống đó, nó phải bắt nguồn từ cái cuộc sống thực thì nó mới đẻ ra và phát triển trở thành là tiềm năng lớn cho Phật giáo. Cho nên trong trường hợp đó thì với vai trò làm cha dẫn đến chùa giác ngộ gặp thầy, rồi thầy sẽ hướng dẫn cho đọc cái quyển Phương Trời Thông Dông, giới thiệu về các phương diện tu là cái gì, xuất gia là cái gì. Nếu cậu bé ấy có hạt giống xuất gia thật và có lý tưởng phụng sự nhân sinh thì sau khi đọc cuốn này chắc chắn 100% là trở thành tu sĩ. Thì đây là phương pháp mà tôi đã sử dụng trong vòng 16 năm qua. Còn ai đọc cái quyển sách đó mà nó không có những cái rung động tâm thức, không thấy một cái gì nó có đặc biệt hết đó, thì có nghĩa là hạt giống của người tôi không có. Cái sở thích đó chỉ là nó chơi thôi, nó thoáng nghĩ trong đầu thôi, không có gì để chúng ta phải quan tâm. Còn khi mà một người đó bắt gặp được chân lý Phật như một lý tưởng đó, thì nó còn mãnh liệt cái tâm lành, cách mà Tố Hữu nói, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim,
hồn tôi là một người hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Mặc dù lý tưởng xã hội chủ nghĩa đó đó bây giờ đó được chứng minh đó là không xài được ở nhiều nơi, mà cái rào rạc con tim của tố hữu đối với lý tưởng đó nó còn lớn đến thế, thì cái việc trở thành một tăng sĩ, trở thành nhà tâm linh trị liệu nó khổ niềm đau đó, nó sẽ mạnh hơn cái đó rất là nhiều lần. Là bác sĩ đó, theo tiêu chuẩn của Úc và châu Âu, mỗi ngày chỉ trị bệnh được 10 bệnh nhân, mỗi một bệnh nhân là 40 phút khám bệnh á. Ở Việt Nam thì có thể tăng gấp 2, gấp 3 lần hết. Còn là một tăng sĩ tu tập đúng thì một lần thuyết giảng có thể là vài trăm người, vài ngàn người, nếu mà truyền trực tiếp là vài chục ngàn người, lệ lạc lớn hơn nhiều lắm. Cho nên á, phải làm sao cho các cháu tiếp cận được và sinh hoạt vào các cái gia, sinh hoạt gia Phật giáo tại các chùa. Ở chùa Giác Ngộ thì vào 14:30 thứ bảy hàng tuần, chương trình bước sen từ bi dành cho các cháu tuổi lên 3 cho đến 13. Chủ nhật vào lúc 6:30 đến 11:30 thì dành cho các Phật tử trung niên và lão niên. Chủ nhật 13:30 cho đến 17:30 dành cho các cháu sinh viên, học sinh và thanh thiếu niên. Tuần nào cũng có sinh hoạt. Ngoài ra 2, 4, 6, 3, 5, 7 thì còn có lớp Phật pháp căn bản, lớp Phật pháp nâng cao, lớp kinh trung bộ, lớp kinh pháp cú, rồi lớp thư pháp. Về ngoại ngữ thì có lớp tiếng Anh, lớp tiếng Trung, lớp tiếng Nhật, lớp tiếng Hàn, lớp tiếng Khmer miễn phí. Tức là tạo điều kiện cho sinh viên và giới trẻ đến chùa gieo hồng chấn Phật. Nó không bỏ chỗ này, nó bỏ chỗ khác. Và mỗi năm chùa Giác Ngộ trao tặng mấy trăm suất học bổng cho sinh viên để giúp cho các cháu nhớ ơn Phật. Rồi sau này nếu các cháu trở thành bộ trưởng hay là nhà chính trị lớn, tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn thì ít nhiều đó cũng nỗ lực chia sẻ chân lý Phật cho những người hữu duyên. Chỉ với môi trường đi sinh hoạt tu học tại các chùa, các cháu mới bắt đầu khởi phát được cái lý tưởng là mình có nên trở thành người tu hay không. Còn nếu mà nó chưa từng trải qua những điều đó, cái đó nó chỉ là thoáng nghĩ, không có tác dụng gì hết đó. Lấy bản thân thầy làm một ví dụ đi. Thì lần đầu tiên thầy đi chùa Long Huê, cách nhà thầy 100m ở quận Gò Vấp á, là thầy muốn làm chú tiểu đi. Mà không biết lý do tại sao. Nói lý tưởng là vô lý, 14 tuổi đầu biết cái gì mà lý tưởng. Nhưng mà vô chùa thấy các chú tiểu để một cái chỏm tóc đó, thấy nó lạ lạ và thấy thích thích, về xin cha mẹ, cha mẹ cấm không cho, thầy phải trốn nhà đi. Và xin như vậy gần 30 ngôi chùa mới được. Cái ngôi chùa cuối cùng đó là chùa Đại Giác, gần sân Ba Tân Sơn Nhất đó. Rồi ở đó gần 1 năm hòa thượng không cạo đầu. Giai đoạn đó hòa thượng, sau đó hòa thượng không thích cạo đầu nữa, hòa thượng cho làm cư sĩ hết. Rồi thầy mới trốn chùa Đại Giác lên chùa Giác Ngộ xin tu và được cạo đầu tại chùa Giác Ngộ. Cái là cái ví dụ nói về hạt giống đó mà. Dù mình có cấm đón đi nữa cũng trốn đi, đó là hạt giống mạnh. Còn chưa từng đi chùa, chưa từng đến sinh hoạt Phật giáo gì đó thì cái đó nó không đáng kể gì hết. Đó là hạt giống rất là lơ tơ mơ. Cho nên cha mẹ nào muốn các em làm tu sĩ đó thì phải tạo điều kiện cho các cháu đi chùa, nhất là các chùa có lý tưởng, có phương pháp tu tập đúng, chắc chắn là các cháu sẽ thích liền. Vì cái sự tương tác trực tiếp mới tạo ra cái sự hiểu biết. Hiểu biết nó mới làm thay đổi nhận thức. Nhận thức nó mới thay đổi lý tưởng. Lý tưởng nó mới dẫn đến tình trạng phụng sự và không bỏ cuộc nữa chứ. Câu hỏi thứ hai là gì quên rồi. Về tâm thức thì nhớ rồi. Về học thuyết duyên khởi đó, thì nó có hai phạm vi. Phạm vi lớn là thế giới quan. Vì Đức Phật phủ định thuyết sáng thế của Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên. Đức Phật phủ định chủ nghĩa duy vật khi cho rằng vật chất là nguyên nhân đầu tiên. Đức Phật phủ định chủ nghĩa duy tâm khi cho rằng tâm là nguyên nhân đầu tiên của sự sống.
Đức Phật đưa ra học thuyết cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, tức là tương quan, tương tác, tương duy, tương thuộc, không có nguyên nhân nào là đầu tiên. Về phương diện nhân sinh quan thì Đức Phật đưa ra học thuyết 12 mắt xích sự sống. Mắt xích thứ ba đó là thức tái sinh hay là tâm tái tục, đó là ghi nhận cái thời điểm khi mà sự chết thật sự đã diễn ra. Nó khác với chết não nha. Chết não thì trung bình 3 ngày sau quý vị mới chết thật. Hay là chết lâm sàng thì nó mất đến vài tiếng hoặc là vài ngày mới chết thật. Còn chết thật rồi thì ngay cái thời khắc đó, theo Đức Phật Thích Ca đó, tâm thức sẽ rời ra, rời khỏi cơ thể, có mặt ở trong bào thai mới. Thì cái mắt xích thứ tư á, tiếng Bali nó gọi là Rama Rupa. Nama đó là thần kinh hay là thức, Rupa đó là cái phôi. Thì Kinh Trung Bộ giải thích là phải có đủ bốn yếu tố. Thứ nhất là trứng mẹ, thứ hai là tinh cha, thứ ba đó là tinh và trứng giao cấu trong ngày người nữ có khả năng thụ thai, và thứ tư đó, trên quả địa cầu này hay là bất cứ nơi nào trong vũ trụ này vừa có tối thiểu một người chết. Cho nên cái tâm thức đó nhảy vào trong cái sự giao cấu này để tạo thành ra một mầm sống. Và mẫu số nghiệp á, nó là yếu tố quyết định. Cho nên nó có trường hợp là 3-4 người nhảy vô một lúc, trở thành là song sinh hay là tam sinh hay là đa sinh, thì cái cộng nghiệp đó gần như là giống nhau ở một mức độ tương đối. Thì cái tâm thức á, nếu mà nói nôm na, nó là một cái dạng năng lượng. Năng lượng thì mình không thấy bằng hình thức được, nhưng mà cảm nhận được, hiểu được bằng sự suy luận. Chẳng hạn như chúng ta có thấy điện đâu, đúng không ạ? Nhưng mà các ứng dụng của điện chúng ta có thể sờ bó được, cảm nhận được, thấy được. Chẳng hạn như điện quang là ánh sáng, điện năng là năng lượng điện, hoặc là điện gió nó làm cho cái quạt máy nó quạt. Thì khi mà các cái dụng cụ điện bị hư thì điện quang không phát huy, ánh sáng không phát ra, nhưng mà không vì thế mà điện mất đi, điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng. Thì tương tự, sau khi con người chết, con người không mất hẳn như là chủ nghĩa duy vật thiển cận đã chủ trương, chết là hết. Đức Phật cho rằng là con người tiếp tục tái sinh và chịu trách nhiệm về tất cả những gì mình đã làm ở kiếp sống này và nhiều kiếp trước, để hưởng lấy hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau. Thì học thuyết là 12 mối xích sự sống về vị nhân sinh quan á, nhằm á, kêu gọi đề cao tinh thần trách nhiệm đạo đức của chúng ta về những gì chúng ta đã làm. Vì chết đó là tiếp tục tái sinh mà, cho nên á, thưởng và phạt có mặt trong tương lai. Nhờ đó đó chúng ta cố gắng tức là giữ chính mình và sống tốt. Tức là cái giá trị quan trọng nhất của học thuyết là 12 mối xích sự sống là nằm ở chỗ giữ được đời sống đạo đức, không phạm pháp và trở thành hữu ích cho cuộc đời. Và mời các câu hỏi khác nào. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý đạo hữu, trong kinh Kim Cang bài kệ nhược thị sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì Đức Phật lịch sử, sắc thân lịch sử thì có sinh diệt, và pháp thân Như Lai thì bất sanh bất diệt. Xin ngài thầy giảng rõ thêm cho bài kệ này. Cảm ơn Như Lai. Trong kinh điển Pali và Đại Thừa đấy, Đức Phật được mô tả là người có 32 tướng đại nhân: Maha, Bukkala, Lakshana. Tướng đại nhân đó là những cái nhân tướng mà theo nhân tướng học Ấn Độ đó cho thấy người đó là một người đặc biệt, là vĩ nhân, là siêu nhân. Thì Đức Phật có đến 32 dấu hiệu đó. Một trong những cái dấu hiệu của tướng đại nhân đó là cái tay dài quá đầu gối, giống như khỉ vượng.
cái lỗ tai rất là dài, tượng trưng cho lòng từ bi. Rồi bốn ngón tay đó là gần như là bằng nhau ha, chứ không có con út vẫn gắn như thế này. Và nhiều cái tướng đẹp khác. Thực ra tướng đại nhân phải là tướng đẹp mà là tướng quý. Như vậy thì khi mà chúng ta đánh giá Đức Phật bằng con mắt á, nhất là Đức Phật lịch sử đó, thì chúng ta phải đánh giá qua ngoại hình của Đức Phật. Đức Phật cao 1m9, rất là điển trai. Đức Phật có cơ thể hình là chữ V, đó là bụng là 6-7 múi á, không thật đấy, rất là điển trai chứ không phải là người thường đâu. Như vậy khi chúng ta nhìn thấy Đức Phật qua 32 tướng đại nhân đó, chúng ta phải ghi nhận rằng đó là Đức Phật Thích Ca lịch sử, khác với ngài Ananda. Vì ngài Ananda đẹp trai cũng giống như Phật Thích Ca, đạt được khoảng là 90%, nhưng mà cũng có những dấu hiệu khác biệt. Cho nên khi mình nói mình nhận diện một người nào đó mà không dựa vào tướng người đó là một sai lầm, mình sẽ lẫn lộn với người khác. Quý vị nhớ thầy Dược Từ lý do tại sao thầy Dược Từ thấy lùn quá khó quên, chứ nếu mà thầy có chiều cao thứ 6, thứ 7 chưa chắc quý vị nhớ. Đây là ông thầy tí hon mà lùn nhất trong các ông thầy. Cho nên bằng giá gì hả, gặp thầy Dược Từ rồi là quý vị sẽ nhớ thôi. Đó là cái tướng trạng để nhận diện. Đó là cách mặc định xã hội trong nhận thức đánh giá mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người. Ở một mức độ sâu sắc hơn đó, thì Đức Phật Thích Ca kêu gọi chúng ta đánh giá bằng trí tuệ chứ không phải bằng con mắt. Con mắt nó liên hệ đến hình thái và màu sắc, còn trí tuệ đó nó siêu việt ra khỏi những cái giá trị mặc định xã hội đó. Kinh Kim Cương Đức Phật kêu gọi là đừng nên nhận diện ngài qua 32 tướng đại nhân và tiếng nói ngọt ngào giống như là bí liệm mà. Ai mà nghe Đức Phật nói rồi đó là không thể là không đi theo ngài được. Ngài nói rất là đặc biệt. Cái đó người Trung Quốc dịch đó là viên âm, âm thanh tròn, nghe rất là ngọt ngào, ấn tượng. Nghe xong rồi đó là muốn phát tâm đi tu. Còn người tại gia đó thì đi theo lý tưởng của ngài, làm giàu và kinh tế để chia sẻ phước báo cho các vấn đề bất hạnh. Nếu chỉ dựa vào 32 tướng đại nhân và âm thanh đặc biệt đó, thì Kinh Kim Cang cho rằng là chúng ta mới thấy được Đức Phật hình thức. Mà Đức Phật hình thức đó thì bị vô thường chi phối. Đức Phật thức đó đã khép lại ở tuổi 80, tức là năm 544 trước Tây Lịch. Đức Phật hình thức đó không còn nữa, bây giờ chỉ còn các viên xá lợi thôi. Sắc đẹp đó, tướng trạng đó đã khép lại. Còn đang khi Đức Phật dưới tính cách là Phật tính đó, tiềm năng giác ngộ hay là bản chất giác ngộ đó, thì sống mãi với cuộc đời. Do đó Kinh Kim Cang là một bản kinh phá chấp. Đức Phật mới kêu gọi chúng ta đánh giá Đức Phật dưới góc độ trí tuệ, tức là Phật nhãn, thay vì là Phật thân. Và đây là một loại nhận thức rất là có giá trị. Đánh giá con người đừng dựa vào hình thức. Có nhiều người mặc rất là xấu, dữ, nhưng mà trong lòng của họ có một trái tim từ bi, nhân ái, làm lành, phụng sự, rất là cao quý. Đang khi có nhiều cậu đẩy điển trai mà điểu vô cùng, có nhiều cô gái như hoa hậu nhưng mà lừa vô cùng, quý vị sẽ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa hình thức đó. Cho nên á, lời Kinh Kim Cang khuyến khích chúng ta là hãy dựa vào nội dung thay vì đó kẹt vào ngoại hình. Mà nội dung cao nhất vẫn là trí tuệ Phật. Cho nên đó, đừng chấp vào chủ nghĩa hình tướng. Do đó ở nơi nào không có tượng Phật thờ thì chúng ta cũng không vì thế mà mất Phật. Phật vẫn tiếp tục ở trong tâm chúng ta, nếu chúng ta nhớ đến chân lý của Phật là tứ thánh đế, bát chánh đạo, rồi vô thường, vô ngã, 12 nhân duyên, 6 ba la mật, tứ vô lượng tâm, thiền định giải thoát, vân vân.
thì Đức Phật không bao giờ mất đi trong cuộc sống của chúng ta. Mặc dù Đức Phật lịch sử đã khép lại vào năm 544 trước Công Lịch, nhưng mà Đức Phật bằng tuệ nhãn đó vẫn tiếp tục soi đường dẫn lối và đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo cuộc đời. Và Kinh Kim Cang nhấn gửi thông điệp chúng ta ở góc độ đó. Mời câu hỏi khác. Con nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy và tất cả các cô và tất cả các Phật tử từ Nam và Bắc. Và hôm nay nhân duyên con được về đất Phật thì con nhận thấy, xin thầy cho con biết là cái nhận thức của con. Thì con thấy là từ hôm bước về đất Phật thì con cảm thấy là con tìm về được gốc. Và hai nữa là con nhận thấy là khi về được gốc thì thầy cho con hỏi thêm là con nhận ra con sinh ra từ đâu và con sinh ra để làm gì. Đó, thì con thấy là như vậy. Và nhân duyên những thời gian vừa qua con được về chùa Giác Ngộ thì con cũng nhận ra và cái mê tín của chúng con đã được xóa bỏ. Thưa tất cả các Phật tử, trước kia thì công ty của chúng con mỗi năm thì chúng con cũng có thể là một năm cũng con đốt vàng mã một xe Innova, một cái xe đầy một năm đó, và gia đình con đã 11 bát hương. Nhưng mà đến hôm nay thì con cũng xóa bỏ cái vàng mã đó. Khi cái tiền đó thì để con cúng dường hoặc là con làm những việc thiện đó, và tất cả những vàng mã không đốt nữa và con không còn mê tín những cái việc gì nữa, xóa hết và được thầy chỉ dạy cho rất là cặn kẽ. Cho nên là con thấy là cái hạnh phúc của gia đình con rất là tuyệt vời khi mà mình nhận ra và biết về Phật Pháp. Con xin cảm ơn thầy và chúc tất cả mọi người được an lành. Con người sinh ra từ đâu đó là một câu hỏi lớn. Vào thời Đức Phật đó, ai hỏi câu hỏi đó là Đức Phật không trả lời. Không phải Đức Phật không biết. Thì học thuyết 12 mắt xích sự sống đó cho rằng là nguyên nhân đầu tiên là không thể tìm kiếm, không thể chấp nhận được. Dù nguyên nhân đó được quy kết cho Thượng Đế trong các tôn giáo, hay là vật chất ở trong chủ nghĩa duy vật, hay là tâm trong chủ nghĩa duy tâm. Chúng ta không thể truy nguyên được cuộc sống bắt đầu từ thời điểm nào và ở đâu. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn thuộc kinh Trường Bộ đó, thì Đức Phật có đề cập đến một dữ liệu rất quan trọng và thú vị. Con người trên quả địa cầu của chúng ta đến từ quả địa cầu khác. Đức Phật mô tả thế này: có một số cư dân đến từ các quả địa cầu khác đặt chân lên quả địa cầu của chúng ta và thấy cảnh đẹp quá, thiên nhiên hữu tình quá, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú quá, cho nên họ quyết định trở thành các cư dân đầu tiên. Họ không muốn về lại quả địa cầu của họ nữa. Chứ vì lúc đó đó họ khởi lên ký niệm: giá mà vào lúc này có thêm nhiều người khác đến đây ở với tôi thì sướng biết mấy, hạnh phúc biết mấy, để chia sẻ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thì đồng thời ngay cái ước nguyện đó đó có tình trạng ngẫu nhiên, đó là cũng có nhiều cư dân đến từ các quả địa cầu khác đến du hành là thấy đẹp quá ở lại, cho nên người đầu tiên này đã ngộ nhận rằng là mình là Thượng Đế. Từ cái ước nguyện của mình mà con người khác được phát sinh. Như vậy theo Đức Phật, nguồn gốc con người không từ Thượng Đế, không từ thần linh, không từ vật chất, không từ tâm, cũng không từ loài khỉ vượng như là học thuyết Darwin ở phương Tây. Và do đó không cần thiết phải bận tâm tri nguyên mình từ đâu đến. Cái đơn giản nhất, chúng ta lấy hệ quy chiếu đơn giản nha. Thế hệ mình đang sống đây thì mình có mặt từ mẹ, mẹ có mặt từ bà có mặt từ bà cố có mặt từ bà sơ có mặt từ bà sở. Cứ tri nguyên như thế hoài đó thì chúng ta có một cái mắt xích dài đăng đẳng không có điểm bắt đầu. Đó là cách Đức Phật nói. Do đó thay vì ơn Thượng Đế và Thần Linh vốn không có thật, chúng ta nhớ ơn
cha mẹ, ông bà, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, bà cố, bà sơ, bà sợ, bà sở. Còn chết đi về đâu? Xin lỗi, sống để làm gì? Câu hỏi đó đó cô giống như hỏi là uống nước để làm gì? Uống nước là để sống chứ làm gì? Để tiêu hóa, để trao đời chất, để phục vụ cho sức khỏe và tuổi thọ. Cũng giống như một biên tập viên nổi tiếng của VTV đó đặt một câu hỏi đó, làm từ thiện để làm gì? Nó bị ném đá quá trời, đi phản biện cái việc từ thiện. Mặc dù cũng có những người ta lợi dụng từ thiện để ta làm việc xấu, nhưng đó là một thiểu số. Còn một đài truyền hình lớn mà đi chất vấn cái chuyện động cơ để làm từ thiện của những người từ thiện cao quý là một sai lầm lớn, là một sự phá hoại lòng nhân đạo của nhiều người. Như vậy là chúng ta sống để làm gì? Thì nó có hai thứ. Thứ nhất á, sống có mục đích. Thứ hai là sống có lý tưởng. Sống có mục đích á, thì chúng ta giải quyết được cơm, áo, gạo, tiền và phục vụ cho ăn, mặc, ở, ngủ, hưởng thụ hết. Cái sống rất là đơn giản, gắn kết với những thứ này thôi. Đó là sống có mục đích. Rất nhiều người trong quả địa cầu này đó chưa đạt được cái mục đích đó. Họ mất phương hướng do nghiện internet, game điện tử, chích chát trên mạng, rượu bia, ma túy, rồi hưởng thụ ăn chơi. Cho nên cái mục đích của cuộc sống họ chưa đạt được. Đạo Phật kêu gọi chúng ta là ngoài mục đích sống ấy, thì chúng ta cần phải có lý tưởng sống. Lý tưởng sống nó hướng về tha nhân, về cuộc đời, nó làm cho tâm mình mở rộng ra, và điều đó làm cho chúng ta có giá trị. Tôi đưa một cái ví dụ cư dân Việt Nam ở Mỹ đi. Sau năm 75 đi vượt biên, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lúc đầu họ có mục đích sống là gì? Giải phóng cái thân phận tị nạn của mình. Mà phần lớn là phải đi làm ô xin. Rồi cái thế hệ 1.5, thế hệ thứ hai đó, bắt đầu bắt hòa nhập với văn hóa bản địa, trở thành những người thành công và tham gia vào khoa học, giáo dục, xã hội, chính trị. Có người trở thành là kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, luật sư, v.v. Là vì họ có được mục đích sống, cho nên họ đạt được những thành quả đó và thậm chí vượt trội hơn cả những người bản địa. Trong số đó chỉ có một thiểu số người trội lên, ngoài cái mục đích sống còn có giá trị sống, xin lỗi, có lý tưởng sống. Cho nên họ hướng đến phục vụ cho cộng đồng, làm nhiều việc là lợi ích thêm. Theo Phật giáo đó, thì chúng ta phải có mục đích sống chân chính và lý tưởng sống cao quý. Mục đích sống chân chính để chúng ta không vi phạm luật pháp, có thể nuôi mạng sống của mình, sống trên phước báo và biết chia sẻ cho những người kém may mắn hơn. Và lý tưởng sống đó, nó làm cho chúng ta gắn kết với chân lý Phật và phụng sự nhân sinh. Và bằng cách đó đó thì trải qua nhiều kiếp, chúng ta lại tiếp tục sanh ra trong những gia đình thuận lợi, giàu có, có học thức, biết được Phật pháp từ nhỏ, sống được hạnh phúc từ nhỏ và trọn hạnh phúc đó cả một kiếp người. Mời câu hỏi khác. Kính bạch thầy, con là Nguyễn Minh Tiến, một Phật tử ở Hà Nội. Thì ở trên chuyến xe, cái xe số 4 cũng được thầy nói là thầy rất là quan tâm với các Phật tử tội Hà Nội rất là tội nghiệp, đó là đúng. Con là một thanh niên trẻ, cũng có rất nhiều các bạn đồng lứa của con rất muốn tìm đến Phật pháp để học, để mà chứa là trở thành con người tốt hơn đó đã, sau đó phụng sự trong xã hội. Nhưng mà tụi con gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc mà để tiếp cận với cái giáo lý chính thống của đạo Phật. Bởi vì ở ngoài Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng thì chùa rất là nhiều. Nhưng mà đúng là như thầy nói là các cái hoạt động Phật sự, các hoạt động mà tuyên truyền giáo lý của Phật cũng rất là ít. Các cái chùa ở đó thì cũng thiên về hoạt động tâm linh là chính. Mà tụi con là những người trẻ thì thực sự là cũng không quan tâm và hứng thú lắm với những cái hoạt động tâm linh đó. Vậy thì con xin đặt câu hỏi với thầy, mong thầy giải đáp. Con xin hỏi về các cái vị thầy ấy. Câu hỏi đầu tiên thì là vì sự tò mò thôi ạ.
là thời Đức Phật ấy, thì đã có rất nhiều các cái vị đã được Đức Phật độ để trở thành các vị A-la-hán. Thế thì vậy thì cái thời này ấy, sau 2600 năm ấy, thì liệu còn cái vị A-la-hán nào còn trên cái quả địa cầu này không, dưới cái thân tứ đại không? Câu hỏi đấy thì tò mò thôi ạ. Còn câu hỏi chính của con là làm sao biết được một vị thầy đã giác ngộ, làm sao biết được là cái giáo lý cái vị thầy đó tuyên thuyết là đúng với giáo lý của Đức Phật để tụi con học. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Giới luật quy định cho các vị xuất gia đó là không được tuyên bố mình là người chứng thánh quả, để không tạo ra cái phân biệt đối xử của cộng đồng Phật tử đối với những người xuất gia. Cho nên đó, ai tự xưng mình là thánh thì vi phạm vào giới luật Phật dạy. Dĩ nhiên là khi giác ngộ đó, chính Đức Phật Thích Ca cũng như bao nhiêu các vị giác ngộ khác đó ở trong truyền thống đạo Phật đó, thì đều phải tuyên bố bốn câu với chính mình thôi, chứ không phải là đi khoe với người khác. Tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử nữa. Đó là tuyên bố về sự giác ngộ, tuyên ngôn giác ngộ, nhưng không phải đi khoe với người khác. Cho nên người giác ngộ vẫn tiếp tục sống bình dân, hòa với cộng đồng mọi người, và không cần phải bật mí cái chuyện đó, không cần phải bật mí. Vì lý do đó, theo Đức Phật đó, điều quan trọng nhất là các Phật tử tại gia phải tự tu, tự mình thắp đuốc lên mà tu, mà đi, tự mình đưa quay về nương tựa vào hòn đảo chân lý của chính mình, lấy chân lý Phật, đạo Đức Phật làm nên nương tựa, không nương tựa vào một người nào, bất cứ một Phật gì nào khác. Đó là tinh thần tự lực. Nó giống như bên ngoài cha mẹ phải dẫn dắt con cháu, không dựa dẫm vào cha mẹ. Về nguyên tắc đó thì thời nào cũng có người chứng thánh quả A-la-hán, nhưng mà vì cái quy định đó cho nên ta không có công bố. Và những người công bố là người có vấn đề, vậy thôi. Ai tự xưng mình là A-la-hán này, A-la-hán nọ là có vấn đề hết. Hoặc cho mình đó là quá thân Phật, hoặc là Phật sống, Bồ Tát sống là có vấn đề hết. Người mà có vấn đề nặng nhất là Thanh Hải, tự xưng mình là Vô Thượng Sư, có khi nói mình là quá thân Bồ Tát Quan Âm. Bây giờ một cái cậu học trò đệ tử của bà ấy đó là Trần Tâm, là tự xưng mình là quá thân của Phật Di Lặc, thì có lỗi là có vấn đề gấp đôi so với Thanh Hải. Thì hai thầy trò đó cũng cùng một cái kịch bản giống nhau. Lúc đầu là tự xưng mình là Phật tử để có được cái thiện cảm, sau đó tự xưng mình là Bồ Tát, là Phật để thu hút tín đồ mê tín, rồi sau đó là phủ định Phật, phủ định Bồ Tát. Cái chiêu bài đó rất là phổ biến và là kịch bản là giống nhau. Cho nên ai tự xưng mình là A-la-hán, là Bồ Tát, là Phật đó là đều có vấn đề. Và là Phật tử, chúng ta không nên quan tâm bằng tâm về chuyện đó, dù vì đó là A-la-hán hay không A-la-hán. Giảng khác là có vấn đề. Thì đó là vế một của câu hỏi. Vế thứ hai đó, đánh giá đâu là lời dạy đúng, thì chúng ta phải dựa vào hệ quy chiếu. Hệ quy chiếu thì gồm có hai: quy chiếu vào Đức Phật Thích Ca lịch sử, khác với các Đức Phật tôn giáo, hoặc là các Đức Phật đến từ các hành tinh khác, và quy chiếu vào chân lý Phật để lại qua hình thức kinh điển. Đức Phật truyền chân lý suốt 45 năm, mỗi năm 365 ngày. Mỗi ngày đó, tôi đoán là Đức Phật không giảng dưới 5 bài kinh. Có bài ngắn thì chừng 5 phút, bài vừa có thể 2-30 phút, bài dài có thể là trên 1 tiếng. Vì từ 6 giờ sáng mà Đức Phật đi vào thành là gặp biết bao nhiêu người. Cứ mỗi lần gặp như vậy, ngài đều thuyết pháp, chia sẻ chân lý hết. Nếu chúng ta làm một bài toán nhân, 5 bài trong một ngày nhân cho 45 năm, nhân cho 365 ngày, chúng ta sẽ có được 83.000 mấy trăm. Và lấy con số tròn đó là 84.000 bài kinh Dhamma Khanda, là chủ đề chân lý.
Nhưng mà rất tiếc là Trung Quốc cố tình dịch ra thành là pháp môn, nó là cách thức tu, con đường tu, phương pháp tu, nhưng thực ra đó là bài kinh. Thì hiện nay đó, kinh điển Pali dịch ra tiếng Việt chúng ta có được khoảng 17.000 mấy trăm bài. Kinh điển Agama tương đương thì cũng có khoảng gần 18.000 bài. Kinh điển Đại Thừa đó thì trên 2.000 bài. Tổng cộng 3 nguồn kinh văn từ văn hệ Pali Sanskrit được dịch ra Hán cổ, thì chúng ta có khoảng 18.000 bài kinh. Thì bây giờ đó, muốn đánh giá đúng và sai, cao và thấp thì quý vị phải dựa vào kinh, chứ mà không dựa mình có suy luận đó, cái này giảng hay quá, cái này giảng dở quá, làm sao mình biết được. Mình phải có cái hệ quy chiếu chân lý. Thì bây giờ trong các kinh đó, thỉnh thoảng là cùng một vấn đề nói mâu thuẫn nhau, thì mình biết đâu là đúng và đâu là sai. Thì đó là cái chìa khóa khó ha, mà ở vai trò là tại gia chúng ta khó đạt được, ngoại trừ một số cư sĩ học giả. Thì trong các trường Phật học đó, ở cái cấp và cử nhân năm thứ 3, năm thứ 4, thạc sĩ Phật học năm 1, năm 2, tiến sĩ Phật học và năm thứ nhất, thì đã có cái môn phương pháp nghiên cứu Phật học. Rồi một cái môn thứ hai đó là văn bản học Phật giáo cho sinh viên Phật học thạc sĩ. Rồi song song thì có thêm cái môn triết học ngôn ngữ Phật giáo. Thì ba môn này đó trực tiếp hướng dẫn chúng ta cái kỹ năng để đánh giá, theo đó xác định được bản văn nào ra đời trong bối cảnh xã hội nào, ở đâu và tại sao nó nói như thế. Có cách để chúng ta truy hết, quý vị. Ví dụ trong thời kỳ sau chủ nghĩa đi, thì chúng ta có những cái từ bức xúc, tranh thủ là giành giật mà. Không biết làm sao mà ta dùng cái từ đó quá xấu. Tôi tranh thủ làm việc đó, tức là tôi giành giật việc đó, tôi là cướp giật bóc không. Cái từ đó rất xấu, chúng ta phải vứt bỏ đi. Thì đó là cái từ đặc trưng của cái giai đoạn sau chủ nghĩa. Nếu sau này chúng ta đọc một tác phẩm 300 năm sau có những cái từ đó mà không có năm xuất bản, thì chúng ta đón ra đề sớm nhất của nó là năm 1942 ở miền Bắc, năm 1975 ở miền Nam. Đó là giai đoạn đánh dấu sự có mặt của xã hội chủ nghĩa, thế thôi. Thì dựa vào một số khái niệm mới, rồi cái cấu trúc văn phạm, cái cách diễn đạt, văn phong diễn đạt, mà người ta đánh giá được tác phẩm này nó thuộc về thể chế chính trị nào, trong bối cảnh xã hội nào, vân vân. Thì đó là cái câu chuyện đi vào chuyên sâu. Ở mức độ đơn giản là chúng ta dựa vào 38.000 bài kinh. Rồi chuyên sâu á, thì những bài kinh nào mà có nội dung mâu thuẫn nhau, xung đột nhau về tư tưởng, thì chúng ta phải giải quyết nó về bằng vấn đề văn bản học, văn phạm học, ngôn ngữ học, để biết đâu là cái bản gốc và đâu là các cái bản về sau. Các bản về sau đã bị biên tập, mà biên tập là khác với quan điểm Đức Phật rồi, còn bản gốc thì nó là chuẩn hơn. Ví dụ kinh Diệu Pháp Liên Hoa án bản đầu không có phẩm Đà La Ni là thằng chú, cũng không có phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm là phục vụ cho Tịnh Độ Tông, một cái là cho mặt tông, một cái Tịnh Độ Tông. Mấy trăm năm sau từ cái án bản đầu mới có hai cái phẩm này, thì chúng ta biết là có cái dụng ý biên tập phải. Do đó các Phật tử tại gia nên được khích lệ đọc kinh mỗi ngày. Và tôi là người lớn tiếng nhất, mạnh dạn nhất, chấp nhận những rủi ro nhất trong việc kêu gọi các Phật tử phải đọc nhiều kinh để xóa bỏ mê tín dị đoan. Đang khi các pháp môn á, kêu người ta chỉ đọc một kinh thôi, pháp môn nào nhiều nhất thì là ba kinh hết. Và có nhiều người cực đoan chủ trương rằng đó, đọc nhiều kinh là tạp tụng, niệm nhiều Phật là tạp niệm, tu nhiều nội dung đó là tạp tu, rất là nguy hại. Cái đó là tàn phá đạo Phật và đi ngược lại 100% quan điểm truyền bá chân lý của Đức Phật. Cái thời kinh nào chúng ta cũng đọc đó là tự quy pháp, đưa người chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, con nương vào chân lý Phật, mong cho con và mọi người đó là thâm nhập vào kho tàng chân lý đó để có được trí tuệ như biển lớn. Đang khi các thầy tu truyền bá có một kinh là làm sao mở trí tuệ được. Bây giờ nếu mình không mạnh dạn nói như vấn đề đó thì Phật tử tiếp tục mê tín,
tăng ni đó tiếp tục đó là đánh mất trách nhiệm, không giảm dắt. Nhưng mà nói ra thì đụng chạm với một cái truyền thống là gần 2.000 năm ở tại Trung Hoa và 21 thế kỷ ở tại Việt Nam. Thì người ta có thể nói là ông Dược Từ này là ai mà dám làm như thế. Còn các tổ chẳng lẽ ngày xưa ta bu hết là ta sai hết là đừng nói như thế. Trong thực tế đó thì chúng ta không thể là cả vú lẫn mận em, đừng có lấy người nhân vật A so sánh với nhân vật B, mệt, vứt bỏ hết cái đó đi, lấy Đức Phật Thích Ca làm quy chiếu. Chừng nào ông Dược Từ ông bày vẽ cái mà Đức Phật không nói đó thì mấy vị nói như thế được. Còn đây là khích lệ chúng ta quay trở về Đức Phật để hiểu chân lý Phật rộng rãi hơn, giải quyết được các phát nạn hơn. Do đó, để hỗ trợ cho việc giúp Phật tử tại gia xóa được mê tín hoặc là mù chữ Phật pháp tập thể đó, thì từ năm 2000, trang web đạo Phật Cà Đai.com đã giới thiệu Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt miễn phí online. Từ năm 2004 đó, thì Chùa Giác Ngộ thực hiện Đại Tạng Kinh âm thanh đầu tiên trên toàn cầu. Bây giờ quý vị chỉ cần vào Chùa Giác Ngộ.com hoặc là gửi ô đĩa cứng cho thầy Ngộ Dũng ngày hôm trước ngày hôm sau lấy, thì toàn bộ kinh âm thanh là có hết. Quý vị vừa có thể làm công việc gia đình và vừa nghe kinh rất là thoải mái. Còn đọc kinh thì quý vị phải ngưng tất cả các việc. Do đó trong thời tương lai đó là kinh dưới dạng sách nói và e-book á, sẽ chiếm đại đa số hơn là kinh giấy. Kinh sách, kinh mà ra thành dạng sách là nó bất tiện, mang đi khó khăn. Bây giờ trong app mang tên Thích Nhật Từ, quý vị vào app đánh chữ Thích Nhật Từ, download cái app này, kinh sách Thích Nhật Từ, thì quý vị sẽ có được 80 quyển sách của tôi. Trong đó có các nghi thức do tôi phiên dịch và những quyển sách do tôi viết hoàn toàn miễn phí. Giống như quý vị mang theo một cái tiểu thư viện 80 quyển, và trong 20 năm nữa nếu tôi có được 500 quyển sách thì quý vị có được một tiểu thư viện 500 quyển sách miễn phí, không tốn đồng xu nào. Quý vị có thể mở xem bằng iPad hoặc là gắn kết với lại một cái monitor thật là to, vừa nằm võng mà vừa nghe kinh vừa xem sách thoải mái, sướng vô cùng. Và càng đọc càng nghe chân lý Phật. Trong tổng số 38.000 bài kinh đó đó thì quý vị sẽ hiểu rõ tăng ni nào giảng sâu, giảng bình dân, giảng cao, giảng thấp, giảng mang tính chân lý, giảng mang tính phương tiện, và cũng có trường hợp giảng đúng mà chẳng sai. Nếu tôi mà đi nói việc đó thì nó kỳ. Quý vị cứ dựa vào Đức Phật và chân lý Phật, quý vị sẽ có được một cái lời giải đáp rất là chính xác. Còn trong trường hợp đoạn kinh A trong bài kinh A, đoạn kinh B trong bài kinh B mâu thuẫn nhau nội dung, thì quý vị phải nhờ đến các tăng ni chuyên gia về lĩnh vực Phật học để giải thích là tại sao nó như thế. Cho nên đó, đối với các Phật tử tại gia đôi lúc tôi không có giải thích nhiều, nó nói sơ sơ thôi. Nhưng mà khi dạy cho các tăng ni học thạc sĩ Phật học thì tôi phải nói quạt tẹt, không thể giấu giếm được. Và kêu gọi các tăng ni đó là phải truyền bá phù hợp với lời Phật dạy, không nên tiếp tục sử dụng các phương tiện mê tín vì không có lễ. Thì điều đó giống như một Phật tử trẻ Hà Nội nói, thanh niên xây lưng với Đạo Phật. Chẳng những thế, giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân xây lưng với Đạo Phật vì không cảm thấy hấp dẫn bởi các thực phẩm tín ngưỡng này nữa. Còn sở trường chân lý của Đức Phật là trí tuệ, sản phẩm trí tuệ của Đức Phật là không đụng hàng. Nếu mà Ngài đó giới thiệu một cái sản phẩm tâm linh cái đây 26 thế kỷ đó mà giống như Bà La Môn giáo, đó là mầu nhiệm qua các câu thần chú hay là niệm danh hiệu của các thần linh là câu gì được đó, thì ai đi theo Đức Phật làm gì? Người ta theo Đạo Bà La Môn có nguồn gốc trước Phật Thích Ca 3.000 năm sướng hơn chứ, vĩ đại hơn chứ. Cho nên đó, nếu mà nói về sáng tạo là Đức Phật đã đi riêng con đường của mình, không đụng hàng với ai. Và cái con đường đó đó đến bây giờ vẫn được chứng minh là vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Do đó đi đúng chánh đạo đó thì chúng ta sẽ đạt được cái thành quả ban đầu như là một chị Phật tử đã vừa nêu đó.
đó là không đốt giấy vàng mã được vì mê tín, không xem ngày giờ nữa, chọn ngày thuận lợi để làm. Thuận lợi là gì? Ngày đó có đủ người mà mình cần có mặt, và tiến hành đó, xây dựng đó, không bị trở ngại. Ví dụ mình đi chọn cái ngày ngay cái lúc mà mưa làm sao xây, đó là chọn thuận lợi chứ không có ngày tốt ngày xấu. Chúng ta sẽ xóa bỏ hết các nỗi sợ hãi đó, hoang mang đó, sống một cách đó là phù hợp với nhân quả, có phương pháp đúng, nỗ lực đúng thì tự động có thành quả đúng. Mời câu hỏi khác. Bây giờ đã 10 giờ rồi thì lúc đầu chúng ta chỉ dự kiến 90 phút ha, mà di chuyển qua đây mất hết nửa tiếng do vì lạc đường nhau. Thì bây giờ cứ chia ra làm hai nhóm, nhóm nào muốn chiêm bái tự do thì có thể đứng dậy rời khỏi vị trí này. Rồi 11 giờ thì chúng ta đi ra ngoài cổng ha, để mình đi về chung. Còn ai thích thì có thể ngồi thêm 15-20 phút nữa. Dạ, mời câu hỏi kế tiếp ạ. Kính bạch thầy, cho con hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là xin thầy giải thích hành trong 12 nhân duyên và hành trong ngũ uẩn. Xin thầy giải thích cái bằng ngôn từ mà hiện đại và dân dã nhất để chúng con dễ hiểu. Câu hỏi thứ hai đó là xúc thọ tưởng và tư nữa trong biến hành, và tư trong với bất định, tức là khối miên tầm tư. Hai tư này khác nhau và giống nhau ở chỗ nào? Tại vì nó là 51 món tâm sở. Đấy là hai câu hỏi con xin đặt câu hỏi. Hỏi câu hỏi cao quá. Chữ hành trong câu hỏi 1 á, trong tiếng Sanskrit là Sankhara. Trong công thức là 5 tổ hợp tâm vật lý, tức là ngũ uẩn á, thì Sankhara đây đó có thể dịch đó là tâm tư. Và do đó đó, nếu dùng ngôn ngữ Việt Nam hiện đại dễ hiểu đó, thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức có thể dịch là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Thì tâm tư đó là tổng thể các hoạt động tâm ý ở bên trong, chưa có biểu đạt bằng lời nói, việc làm, cũng như là những cái dấu hiệu có nội dung truyền đạt tương đương. Trong công thức 12 mắt xích sự sống đó, thì hành ở đây đó là mental activities hoặc là mental formation, đó là sự hoạt động tâm hay là sự hình thành của tâm ý. Mười hai mắt xích đó thì chia ra là ba nhóm: nhóm quá khứ, nhóm kiếp sống hiện tại và nhóm kiếp sống tương lai. Nhóm kiếp sống quá khứ thì gồm có vô minh, hành, đó là hai yếu tố này. Thì cái hành đó đó là cái giai đoạn mà toàn bộ các hoạt động tâm ý của con người khi còn sống nó tạm kết thúc để có một cái bước chịu tiếp với ở cái mắt xích thứ ba, đó là thức, tức là thức tái sinh. Thì lúc đó đó, tâm thức tái sinh sẽ trở thành một cái kho năng lượng chứa được hết tất cả các nghiệp phàm, nghiệp thánh, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp tích cực, nghiệp tiêu cực, vân vân, mang theo với sự nhập vào bào thai của tâm thức. Để khi sinh ra đó, các cháu ấu gì đó có các cái bẩm chất khác nhau, cái đó được gọi là biệt nghiệp. Như vậy trong phạm vi của 12 mắt xích sự sống đó, thì hành đó có ngữ nghĩa rộng hơn, từ hoạt động tâm thức, hình thành tâm thức, rồi thoát khỏi cơ thể. Và đang khi hành ở trong năm uẩn á, chỉ đơn thuần đó là tâm tư thôi, tức là hoạt động nội tại khi mà nó chưa được biểu đạt ra bên ngoài bằng ngôn ngữ hay là dấu hiệu. Câu hỏi thứ hai là gì quên rồi? Tư hả? Tư á, có nghĩa đen đó là tư duy. Thực ra đó, trong ngữ cảnh đó phải đọc là tứ,
nhưng mà người Việt Nam mình, nhất là dân miền Nam, thường đọc trại âm. Ví dụ như chữ bản trong bản sư thì bị người miền Nam đọc là thành là bổn sư, Nhật Bản đó thành là Nhật Bổn, A-la-hán thì thành là A-la-hớn, chân chính thì đọc là chân chánh. Đó là cái cách đọc trại âm. Thì tương tự cái chữ tư đó đó phải đọc đúng là tứ, tầm tứ. Tầm á là đặt tâm lên trên đối tượng, mới bắt đầu đáp tâm lên trên đối tượng thôi. Còn tứ á là giữ thật là lâu tâm ở trên đối tượng thiền. Thì đây là hai khái niệm liên hệ đến việc thực tập thiền do Đức Phật giảng dạy. Ngài Buddha Gosa, một bậc thánh tăng, một nhà sớ giải Phật học vĩ đại của lịch sử Phật giáo trên toàn cầu, người Ấn Độ, vào thế kỷ thứ 5 đó, đã đưa chúng ta hai cái hình ảnh ví dụ về sự khác nhau giữa tâm và tứ. Tâm á giống như tình trạng con bươm bướm hay con ong, từ một cái khoảng cách xa đánh hơi được cái hoa mà có mặt, cho nên nó bay đến đáp chân mình lên trên cái cánh hoa đó. Thì cái tiến trình đó được gọi là tầm, tìm kiếm để xác định đối tượng thiền. Còn tứ là hình ảnh của con ong hay con bướm đang rút mặt hoa trên nền tảng là đậu trên cánh hoa đó. Cái rút mặt hoa đó có thể lâu hơn, cho đến lúc nào mà rút đầy đầy bụng rồi, hoặc là rút hết toàn bộ mặt hoa rồi thì con ong đó mới rời đi. Thì tứ là an trụ tâm lên trên đối tượng thiền. Khi chúng ta thực tập thiền Phật giáo đó, để có được cái sự an trụ tâm thì cái cốt lõi vấn đề nó phải nằm ở chỗ này nè. Đó là khép toàn bộ chuyện quá khứ lại. Chuyện xuất hiện ở không gian nào thì trả nó về với không gian đó. Có mặt với thời gian nào, thời điểm nào thì trả nó về với thời điểm đó. Thì chúng ta không hâm nóng nỗi khổ niềm đau hay là ám ảnh ấn tượng với những chuyện đã qua. Tương tự, chúng ta không nên lo lắng căng thẳng về những chuyện chưa xảy ra. Hãy để cho nó với chính nó đi. Còn ở hiện tại thì nó có hai con nước, đó là vọng niệm và chánh niệm. Hãy khép toàn bộ các vọng niệm và giữ chánh niệm. Chánh niệm đơn giản là gì? Thân đâu tâm đó. Thân và tâm đính hôn và chung thủy với nhau trên từng cái số. Thì cái đó là chánh niệm. Thì từ cái nhận thức đó đó, chúng ta sẽ thấy rõ từng động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tịnh, thức và ngủ. Chúng ta làm chủ được chính mình. Như vậy, tứ trong tầm và tứ là hai kỹ năng tu tập để làm chủ tâm. Nhờ đó, chúng ta có được chánh niệm và tỉnh thức bây giờ và tại đây. Và từ cái cốt lõi này đó, trí tuệ được phát sinh, giá trị an lạc hạnh phúc có mặt. Để đạt được việc đó thì các quý Phật tử cố gắng thực tập mỗi ngày ít nhất là 16 phút thiền định, 8 phút vào buổi sáng, 8 phút vào buổi chiều tối, nhiều hơn thì càng tốt. Thì khi thực tập á, quý vị chỉ cần theo dõi hơi thở ra vào ở 6 vị trí. Thứ nhất là hai cái lỗ mũi, cửa lỗ mũi. Thứ hai là khoang mũi. Thứ ba là thanh quản. Thứ tư là dùng ngực. Thứ năm là dùng bụng. Thứ sáu là dùng đan điền. Khi hít vào một hơi thật sâu tối thiểu 6 giây, quý vị cảm nhận được luồng thanh khí tiếp xúc với 6 vị trí kêu trên. Và từ vị trí thứ 4, 5 và 6 liên tưởng phình, 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 tức là phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Nín thở 2 giây, thở ra một hơi thật là dài 6 giây để quý vị liên tưởng xẹp, 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 hoặc là thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Rồi thanh khí đi ra khỏi thanh quản, khỏi khoang mũi, khỏi hai cái cửa lỗ mũi. Để ý đến hơi thở ra vào đó, quên hết tất tần tật mọi thứ trên đời. Quý vị đang là người thực tập gọi là tầm và tứ. Sau đó quý vị chọn một trong 40 đề mục thiền định, hay là một trong 4 đề mục thiền tuệ. Thiền tuệ thì gồm có làm chủ thân thể, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm. Còn 40 đề mục thiền định á, thì gồm có đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, thời gian, không gian, rồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả,
rồi phân tức tứ đại, cũng như là 10 yếu tố chương sinh của tử thi sau khi con người qua đời, vân vân. Chúng ta có thể chọn một trong những đề mục đó trở thành là đối tượng an trú tâm để không bị vọng niệm chi phối ở hiện tại. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ khôi phục năng lượng rất là nhanh. Hôm nay quý vị có nhiều người hỏi là sao thấy thầy Dược Từ nói liên tục, làm việc liên tục mà không thấy mệt, còn mình đi không thấy mệt thôi. Tại vì thầy chưa có tập thích thở, thở sâu á, phục hồi năng lượng nhanh lắm. Và phải tập buông xả, chuyển qua rồi không để trong bụng nữa, thì quý vị mới có năng lượng tái tạo nhanh, thoải mái, và có thể làm hoài, làm mãi mà không sao. Còn mà không, quý vị sẽ than thở, chưa làm là thấy nó mệt rồi, làm chút là thấy nó mệt gấp đôi. Gặp một cái cảnh đó là bắt đầu muốn bỏ cuộc nữa chừng, chán nản, rồi bắt đầu tự bơm phồng mình lên. Tôi không cần, tôi cốc cần, tôi không cần gì hết, tôi là chính tôi vẫn nổi tiếng, tôi thế này, tôi thế kia thôi. Nhưng cuối cùng rồi mình trở thành ốc đảo của chính mình, để là bởi vì chúng ta không thực tập được sự buông xả, không thực tập được cái tâm và tứ ở trong thiền định. Còn trong sự nghiệp á, nếu ai có được tâm và tứ thì chắc chắn người đó dẫn nó thành công. Tài năng nó chỉ là một phần thôi quý vị, thông minh cảm xúc nó giúp cho chúng ta thành công trong giao tế ha. Nếu quý vị không may mắn có được thông minh cảm xúc thì ít ra quý vị phải có tâm và tứ trong lập nghiệp, để không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không đổ thừa, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm, không giận đời, không thù người. Cứ mỗi một lần vấp ngã khó khăn thì chúng ta đứng dậy đi tiếp, thế thôi, cho lúc nào thành công. Giống như con ong con bướm á, khi gió nó thổi ngang qua nó phải bay lên khỏi cái hoa, rồi nó lại tiếp tục xà vào cái hoa đó để hút mật tiếp tục, cho đến lúc nào nó hoàn thành được cái mục tiêu của nó thì nó mới xong. Lập nghiệp đời hay là lập nghiệp đạo mà thiếu tầm tứ là chắc chắn thất bại trong ngàn tất phải. Mời câu hỏi cuối cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sẵn lại gần đó đứng luôn, chút nữa lên câu hỏi. Xin hỏi thầy. Dạ, con có nghe thầy nói là cái người chết á, vừa chết xong là đã tái sanh vào bào thai. Mà con cũng xin thầy là nếu như vậy là người thân mình mất đi, mình có nên cúng ngoại thất, và mình có cúng 49 ngày, và mình có đọc kinh Địa Tạng hay không? Con xin thầy cho con biết ạ. À, mời câu hỏi kế tiếp. Để micro cao lên chút xíu. Dạ. Con xin thầy giải thích giùm con một việc là như thầy mấy ngày hôm nay con đi con nghe thầy thuyết pháp đó là khi một người mất đi thì sẽ được tái sanh liền, hoặc trong vòng 49 ngày là được tái sanh liền. Rồi những cái người mà bị mất ở dưới sông á có được tái sinh không vậy thầy? Tại vì á con không thầy con nghe kinh của ông thầy, thôi con không nói ông thầy nào đi, nhưng mà con nghe không thì ông thầy đó ông nói là trên đường mà ông đi thuyết pháp á, rồi cái ông đi ngang cái chỗ đó có bà đã chạy theo nói là thầy ơi con có đứa con mất dưới sông á, mà 45 năm nay rồi mà nó còn về hoài à. Cái ông thầy lại đó, cái ông thầy đọc kinh cái là nó theo bà nó đi về chùa liền luôn. Rồi như vậy là như thế nào thầy giải thích giùm con, chứ để con cứ ở trong lòng không biết sao, không biết hỏi ai. Thì hai câu hỏi này nó có cùng nội dung ha. Không phải là thầy Nhật Từ nói nha, mà thầy Nhật Từ chỉ lặp lại lời Phật nói. Tức là một học thuyết mà hai mắt sẽ sống đó, sau khi chết thì con người tái sanh trong tích tắc thôi. Về sau này đó, tại Ấn Độ thì có tác phẩm A Tỳ Đạt Ma Câu Xá của ngài Thế Thân. Và tại Trung Quốc á, thì có kinh Địa Tạng do Trung Quốc viết chứ không phải của Ấn Độ nha. Thì đưa ra học thuyết á, thời gian tái sanh muộn nhất á, là 49 ngày kể từ thời điểm chết, để dung hòa đó giữa lời Phật dạy với các vị tổ, tức là tổ Thế Thân và một vị tổ của Trung Quốc. Thì các tăng ni nói nôm na là tái sanh diễn ra trong 49 ngày. Đó là nói nôm na thôi, còn nói đúng là phải là trong tích tắc thôi. Tại sao phải nói lâm na? Vì nếu mà nói giống như thầy thì phải mất công giải thích, phải giải thích cho quần chúng, mà đang khi có nhiều người ta đâu muốn nghe đâu.
Cho nên tăng ni cứ nói nôm na là 49 ngày để mới tái sinh. Khi mình biết là tái sinh diễn ra ngay lập tức thì có cần thiết cúng các tuần thất, cúng dỗ hay không? Quan điểm của thầy Nhật Từ là vẫn nên tiếp tục làm. Tại sao? Có mâu thuẫn không? Không. Vì nó trôi qua, nếu tăng ni đó có trách nhiệm lớn, có cam kết lớn và có cách dẫn dắt tốt đó, thì gia đình đó, họ tộc đó có khả năng trở thành Phật tử. Và đây là lệ lạc lớn mà chúng ta nên làm. Còn ở mức độ đơn giản là về phương diện tình người đi, thì cái việc mà tụng kinh như vậy thực ra cũng là một sự an ủi, làm cho người thân đó không cảm thấy quá chua xót và được nhắc nhở khép lại được khổ niềm đau, quay trở về với cuộc sống, hồi nhập lại với xã hội để tiếp tục công việc đã dở dang từ thời điểm lễ tang. Vì chết là tái sanh liền, cho nên việc cúng kính chỉ là tượng trưng, không ai có thể ăn được cái gì cả. Vì động tác ăn nó liên hệ đến răng, răng nhai, rồi là cổ nuốt, bao tử tiêu hóa, hệ thống tuần hoàn hấp thu. Nếu mà người chết rồi toàn bộ hoạt động này ngừng hết rồi, làm sao mà ăn được? Cho nên chúng ta đừng nên bận tâm đến việc ăn. Không cần thiết phải cúng món luộc. Có nhiều người nói là ba tôi á, lúc còn sống ổng là dân nhậu mà, rượu phải là rượu đế, chứ còn rượu thường thường không uống. Bây giờ cúng ông thì cúng rượu. Nếu ông ấy giả sử mà chưa thiêu nha, chứ thực ra là tái sanh hết, thì ông ấy tiếp tục trở thành là bợm nhậu sau khi chết. Có nên không? Không. Chúng ta chỉ cúng đồ chai tượng trưng thôi, vì không ai có thể ăn cái gì được. Cúng đồ chai thì khỏi gieo nghiệp sát, không gieo nghiệp sát thì mình khỏi phải bị gián tiếp hay trực tiếp đối với sức khỏe và tuổi thọ ở kiếp này và kiếp sau, thế thôi. Và tiếp tục phát triển được tâm từ bi. Để việc cúng thất và cúng dỗ được lệ lạc, tôi khuyên các Phật tử nên tổ chức cúng tại chùa. Cúng tại chùa thì người thân mình mới đến chùa. Đến chùa thì gieo duyên Phật pháp, cái mẹo nó nằm ở chỗ đó, thông điệp nó nằm ở chỗ đó. Còn cúng ở nhà thôi, quê luôn. Bác sĩ mà đến nhà trị bệnh sẽ không được gia chủ coi trọng như các bác sĩ giỏi. Bệnh nhân phải đến ngay bệnh viện. Đó là yếu tố tâm lý nha. Cho nên đó, thầy nào mà dễ dãi đi đến nhà Phật tử cúng cầu siêu cho gia đình đó thì ta không quý trọng đâu. Phải để cho Phật tử đến chùa cúng, và thông qua cơ hội đó là nhiều người ta sẽ trở thành được Phật tử. Còn về nhà thì rất khó, vì nó không có cái môi trường tâm linh, nó không có cái những lý do để mà người ta trở thành Phật tử được. Còn câu chuyện nói rằng là một người có người thân chết 45 năm mà còn tiếp tục ở dưới sông, hay là cái chỗ xảy ra tai nạn giao thông, hay là ở mộ huyệt, hay là nơi từ đường, đó là mê tín. Quý vị đừng có so sánh thầy Nhật Từ với bất cứ thầy nào khác. Đừng có so sánh, vì so sánh như thế đó nó tới vậy. Học thuyết về hương linh đó, ra đời sau khi Đức Phật qua đời khoảng 500 năm. Chứ đó không có. Vì học thuyết 12 bất xứ sẽ sống, làm gì có hương linh. Chết là tái sanh ngay lập tức, có mặt trong bào thai 10 tháng trung bình sau đó đối với người bình thường, 8 tháng rưỡi với người sanh non, 11 tháng rưỡi với người sanh muộn. Một người chết trở thành cô cậu bé mới thì lấy đâu mà trở thành hồn ma bóng vía mà lang thang chỗ này chỗ nọ được? Không thể có được. Khi người ta đưa ra học thuyết ngạ quỷ, rồi sau đó nó đẻ thêm học thuyết là địa ngục, mục đích của đó là để giáo dục đạo đức. Nếu sống không tốt, sống quá xấu và tội lỗi, không chuyển nghiệp ngay còn sống, không bố thí cúng dường, thì sau khi chết đó, làm ngạ quỷ cho ta sợ, người ta phải biết chia phước cho các mảnh đời phát hành. Cái thông điệp đó nằm ở chỗ đó. Như giáo dục đạo đức về phương diện đó đó, bây giờ nó không còn hiệu quả nữa. Còn Đức Phật thì giáo dục bằng cách đó là gì? Mở trí tuệ, mở tình thương để ta hiểu mà ta làm, chứ phải sợ mà làm. Sợ mà làm thì không có giá trị nhân văn. Còn hiểu, tình nguyện xung phong làm thì giá trị đó rất là cao quý.
Thực ra đó thì chẳng có người nào chết tiếp tục ở ngay sông để bắt người thế mạng vào, hay là những cái chỗ mà đường khúc khuỷu tai nạn diễn ra thường xuyên đó, bắt người khác chết để thế mạng vào, cái đó không có. Dân gian thì mê tín nói như thế. Quý vị cứ đến những cái chỗ mà xảy ra tai nạn là đường đó khúc khuỷu, mà khúc khuỷu thì chỉ cần một bất cẩn nhỏ trong vòng 1-2 giây là cái chết diễn ra thế thôi, chứ chả có ma nào tới đó bắt mạng hết á. Còn các con sông mà chết người nhiều là nước chảy xiết, hoặc là cái độ sâu của nó quá thanh linh mà nhiều người tắm á mất cảnh giác, cho nên á là bị dợp bẻ kiệt sức mà chết. Do đó đó, khi chúng ta có được niềm tin đúng về tái sinh thì tự động không còn sợ rằng là ông bà tôi, ông cố và cố tôi chết đã tái sinh chưa. Thực tế quý vị không cần đọc một bài kinh nào, khi chết dù không phải là Phật tử cũng phải tái sinh giống nhau hết, không có trì hoãn được. Trong kinh Na Tiên đưa ra một ví dụ rất là sâu sắc. Nếu như quý vị tái sinh ở một quả địa cầu khác, hay là nửa vòng trái đất, hoặc là tái sinh lại ngay trong cái căn nhà của mình, làm lại con của cháu mình, thì cái việc diễn ra đó là ngay lập tức mà. Thì kinh Na Tiên đưa ra một cái ví dụ, yêu cầu vua Di Lăng Đà đó liên tưởng đến nửa vòng trái đất, và hỏi vua đó là liên tưởng trong bao lâu. Ngài vua trả lời là trong một tích tắc, mặc dù khoảng cách địa lý đó là nửa trái đất. Nếu chúng ta bay đó cũng phải là 24 giờ đồng hồ bằng máy bay. Kinh tiếp tục hỏi vua Di Lăng Đà là hãy liên tưởng cái phòng kế bên và cho biết là trong thời gian bao lâu. Thì vua trả lời là cũng trong một tích tắc mà. Kinh Di Lăng Đà kết luận lại đó là về không gian vật lý thì có xa và gần, nhưng mà về tâm là diễn ra trong tích tắc mà. Thì sự tái sinh của tâm thức cũng diễn ra trong tích tắc, chứ không có khoảng cách. Ví dụ thứ hai mà kinh Na Tiên đưa ra đó, tôi giống như một cái nắm ngũ cốc cầm trên tay, nếu tôi hất lên như thế này thì đồng vào thời điểm mà các hạt ngũ cốc rời khỏi lòng bàn tay này, nó phải có điểm rơi, có cái chỗ có mặt. Thì kinh Na Tiên kết luận lại, trong vũ trụ bao la này, dù là đang ban ngày mà mình có nghĩ rằng đó là không có người đang hoạt động tình dục, thực ra ở chỗ khác đó là ban đêm, và có nhiều nơi người ta cũng hoạt động tình dục ngày và đêm, không có chỗ này có chỗ khác thôi. Thì không có cái chỗ A để gá tâm thức vào thì có chỗ B, nhưng cái chuyện đó không bao giờ có tình trạng là lúc có một người chết không có chỗ quan hệ giới tính để gá tâm thức vào. Chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Nói chung thì hắt cái đấm hất lên là phải có chỗ để nó rơi, thế thôi. Thì đó là các ví dụ mà kinh Na Tiên đưa ra để nói về cái sự tái sinh của con người. Ví dụ thứ ba cũng bài kinh này nêu ra, đó là cây dầu thẳng đứng như là cây cao luôn có một độ nghiêng nhất định, nếu dùng một cái dụng cụ cắt ngang thì cây cao nó sẽ ngã về phía nó bị nghiêng. Và kinh kết luận tổng thể nghiệp và nghề mà con người sống trong một kiếp người sẽ là độ nghiêng để người đó đi tái sanh về cảnh giới mà tổng thể nghiệp đều quyết định, chứ còn thượng đế, thần linh hay là bất kỳ ai không quyết định được cái chuyện này. Thì tương tự qua cái hình ảnh đó đó, thì ai cho rằng là thông qua cái buổi là hộ niệm, vài buổi hộ niệm, vài tiếng hộ niệm mà người chết này đó từ một cái người phàm là trở thành là giảng sanh Tây Phương, đó là cuồng tín, phỉ báng lời Phật giảng. Tổng thể nghiệp nó quyết định chuyện đó, còn cái cận tử nghiệp nó chỉ là một vài phút trước khi chết, một vài tiếng trước khi chết, nó chỉ làm cho người ta được bình an tâm, an trú tâm, không sợ hãi về chia ly, không sợ hãi về tử biệt, để chết nhẹ nhàng và nhanh chóng, chứ chẳng có nói lên được là cái cảnh giới người đó tái sanh ở chỗ nào. Thì đó là lời Phật dạy. Còn đang khi lời của các thầy tu dạy thì có khác. Các thầy tu dạy thì nói rằng là tôi độ ma, tôi bắt ma bỏ vào trong cái ống, cái bình này, vào trong cái bát này. Đó là lời của các ông thầy chứ không phải lời Phật. Sự khác biệt đó là rất lớn. Cho nên hồi nãy đó tôi đề nghị quý vị lấy Đức Phật Thích Ca lịch sử và lấy kinh điển gồm có 38.000 bài kinh đang được biết đến hiện nay làm hệ quy chiếu để đánh giá đâu là đúng và sai, cao và thấp. Chứ còn dựa vào uy tín của thầy A, sư cô B
niên cao lập trưởng thì nó không nói lên được cái gì, không nói lên được cái gì hết á. Chân lý là chân lý không lệ thuộc vào tuổi tác, chân lý không thuộc lệ thuộc vào vai trò xã hội. Cái nào đúng là chân lý, còn không đúng là dù là người đó ở vai trò nào thì cũng được xem là sai. Thì hy vọng rằng là buổi chia sẻ hôm nay đó giúp cho chúng ta hiểu thêm một vài phương diện về chân lý Phật. Và mong quý vị khi trở về lại Việt Nam đó, nên dành ra mỗi ngày nửa tiếng để nghe kinh đi. Ngoài kinh điển Chùa Giác Ngộ làm bằng âm thanh, thì ấn bản sách đó Phật giáo Chùa Giác Ngộ thực hiện nó cũng được khoảng gần 600 đầu sách hoàn toàn miễn phí. Quý vị vào chuagiacngộ.com hoặc là phatam.com hay là Facebook âm nhạc phim ảnh sách đó Phật giáo, thì quý vị sẽ nghe được rất nhiều sách Phật giáo bằng âm thanh. Và mở trí tuệ thì lúc đó chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa, vì thời gian đã hết rồi. Ít ra phải để cho quý vị có một khoảng thời gian để chiêm bái ha. Rồi ngày mai đó thì chúng ta sẽ đi về Sa Náp.